Hello. Nếm chào các cụ nọ. Ok, David share. Hết tiêu rồi. Các anh chị nghe tin I'm sorry. Các anh chị nghe tin mình nói không vậy? Các anh chị nghe phải không? Can you hear me? Loudly and clearly. Okay, let's start. Bắt đầu cái bài bài đọc, I mean tiếp tục cái bài đọc hôm qua nha các anh chị. Ok, các anh chị mở Skype ra đi. Nay học liền mình trễ rồi. Không nói dốc nữa. Chị mở Skype ra đi. Please. Cái nickname của Timmy bên Skype đó là Timmy 7. Nhỏ hả? Here, let me check nha. Còn một chỗ nữa. Lớn mà phải không? Lớn mà phải không? Ở nhiều khi ở trời có lúc mưa lúc nắng á. Nhỏ đâu nhỏ. Yamaha. Anh chị thấy coi chừng nha, khi mà vô bao thót á, người ta khen mình bạn có cái giọng hát Yamaha. Đừng tưởng bở nha. Okay. Giọng hát Yamaha là gì? Hả? Giọng hát Yamaha là gì? Hả? Già mà ham hát. Già mà ham hát. You are home. No, già mà ham hát. Thế. Còn khi mà người ta tặng mình ví dụ như người ta tặng mình như vậy, ok, chỉ phải coi chừng nha. Ta tặng mình như vậy nghĩa là gì hả? Nghĩa là gì? Hả? Không biết hả? Nghĩa là nói nhiều quá đi bao qua. Nghĩa là nói người ta tặng mình ba cái hoa. Nghĩa là người ta nói mình nói nhiều quá đi bao qua. Coi chừng nha, tặng một hoa thì được, hai hoa thì được, năm cái hoa thì được, nhưng mà đừng có ba hoa. Thế hôm nay học gì hả? Đang nói chuyện vui làm mất hứng. Hôm nay học gì thì cái gì quên rồi. Jerry Twin mở Skype ra đi. Các anh chị mở Skype ra đi. Nay mình sẽ tập đọc tiếp tục cái bài reading.
Còn thí dụ như là người ta gửi mình người ta gửi mình cái này, khi gửi mình cái này nó mất tiêu rồi. Ví dụ như người ta gửi gửi cái này gửi vô cho Cherry Chin nha. Sorry, còn ho quá. Vô gửi cho Cherry Trinh nha. Ví dụ người ta gửi cho mình cái này nghĩa là gì? Thí dụ người ta gửi cho mình cái này nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Hả? Nghĩa là gì? Cherry Trinh nghĩa là gì? Hả? Không biết luôn hả? Có nghĩa là người ta hôn mình á. Người ta kiss mình á, kiss mình á. Hả? Không, thí dụ người ta đánh vô trong cái PM mình á. Ok. Yeah, bị cảm hoài. Cảm thì hết rồi mà cũng thỉnh thoảng cũng còn ho. Mùa này là nó như vậy. Ok, let's start các anh chị. Mình tiếp tục cái bài đọc hôm qua nha. Khi mà Tiểu My sẽ gửi cho các anh chị một đoạn, ok, 3 4 câu gì đó. Tiểu My sẽ đọc trước 2 lần, rồi các anh chị sẽ gọi vô cho Tiểu My bên ở trong cái Skype đó, rồi các anh chị đọc thế cũng 2 lần luôn. Okay, let's start. Where did we stop yesterday? Hôm qua mình ngừng chỗ nào ta? Okay, yeah, this is the last sentence we stop. Phải không? Hôm qua mình ngừng chỗ này phải không? Nói lớn dữ lắm rồi đó. Let me check one more play to see if it's okay. Audio set up. Yeah, đúng là nói hơi nhỏ. Giờ lớn dữ rồi phải không? Bây giờ lớn dữ rồi phải không? Hả? Bây giờ lớn dữ rồi phải không? Say yes đi. Chưa nữa hả? Thế mới nghĩ. Vậy tứ thành vậy đó, tứ thành. Yeah, quá lớn rồi. Ok, sẵn đây Tiểu My chia sẻ các anh chị vấn đề cái âm thanh. Khi mà người ta nói mình khi mà người ta nghe mình nói nhỏ đó thì mình phải check tất cả là 3 chỗ. Các anh chị biết cách check không? 3 4 chỗ gì đó. Thứ nhất đó là cái speaker. Cái speaker là cái âm thanh chánh nha các anh chị. Ví dụ như các anh chị set cái speaker lên lên 50 đi. Ok. Ví dụ maximum là 100. Ok. Các anh chị check nó 50 thôi, tại cái speaker là nó lớn lắm. Thì khi mà các anh chị check cái speaker đó 50, thì bây giờ dầu cho các anh chị có mở cái volume ở trong room hay là trong power talk thì cái âm thanh nó cũng lên tới 50 mà thôi. Có mở maximum lên đi nữa, cái âm thanh nó cũng lên tới 50 mà thôi. Các anh chị hiểu điều này phải không? Đúng không? Đó là trước nhất là mình check cái speaker. Okay. Sau đó đó, khi mà mình check cái speaker rồi đó, rồi mình mới check cái volume ở trong cái power talk hay là trong cái room nó có cái volume đó phải không? Cái speaker trong cái volume luôn, ở trong cái room luôn. Thì các anh chị dặn kéo lên hết trơn. Kéo cái volume ở trong room lên hết trơn. Đó là cái thứ hai mình check. Cái chỗ thứ hai.
Cái chỗ thứ ba là mình cũng phải check ở trong cái sound core nữa. Nếu các anh chị có gắn cái sound core thì check cái âm thanh, cái volume ở trong cái mixer surround đó. Ok, để Timmy nói hết. Đó là cái thứ ba, cái chỗ thứ ba để mình check. Mình cũng kéo lên hết luôn. Cái chỗ thứ tư là trong Power Talk nó có một cái program. Mình vô trong đó, mình check cái âm thanh của mình luôn. Ok. Các anh chị nhấn cái chữ file. Các anh chị nhấn cái chữ file, cái window chính của cái Power Talk đó. Cái Power Talk Messenger đó. Các anh chị nhấn chữ file. Ok. Rồi nhấn chữ Setup References. Rồi nhấn chữ Audio Setup. Ok, khi mà các anh chị nhấn cái Audio Setup thì các anh chị sẽ thấy nó có hai chỗ để mình check. Một đó là Play Sound. Các anh chị nhấn vào chỗ Play Sound mà nó nghe như gì? Okay. Nếu mà nó nghe thì có nghĩa là người ta nghe mình nói chuyện. Và lớn hay nhỏ là các anh chị kéo cái cây nó qua bên tay mặt hay bên tay trái, kéo hết qua bên tay mặt là cái volume nó sẽ lên tới 50% của cái speaker. Okay. Còn nếu mà các anh chị kéo qua bên tay trái thì nó nhỏ như vậy. Nhỏ phải không? Cái này nhỏ phải không? Cái này lớn phải không? Right. Đó. Là trong Power Talk nó có cái chỗ đó để mình check. Còn ở phía dưới đó, nếu mà cây ở phía dưới cũng có cái cây kéo qua tay trái, kéo qua tay mặt là check coi coi người ta nói mình có nghe hay không. Thế là khá như vậy. Đó là bốn chỗ để mình check cái volume của mình, cái âm thanh của mình, cái sound system của mình, anh em. Ok, rồi bắt đầu nha. Are you ready? Thì mình check hết trơn bốn chỗ ra. It's ok. Nếu mà các anh chị nghe còn nhỏ thì các anh chị phải coi cái computer của mình, coi cái sound system của mình. Ok, check bốn chỗ đó. Hôm qua mình stop right here. Let me pause this speaker and call. Yes. It's good, John. I mean, John. What do you? Các anh chị nghe lớn đủ không? Nghe đủ lớn không? Hả? Nghe đủ lớn không? Các anh chị khác nghe nghe lớn đủ không? Vẫn nhỏ hả? Nghe lớn dữ mà. Yeah. I don't know. Ok, giờ kéo lên nữa nè. Các anh chị coi cái volume của các anh chị trước đi. Lớn quá nó hú. Giờ nghe lớn dữ rồi đó, phải không? Phải không? Nghe lớn dữ rồi phải không? Ok, so let's start. Ok, cái cô Catherine cổ nói là khu vực trường học hả? Ông nói thế nghĩa là gì? Cổ hỏi ông cảnh sát như vậy. 45 45 mile trên 1 giờ. Mà khu vực trường học chỉ có 25 thôi. Để tụi mình kể lại câu chuyện hôm qua nha. Ok. Ông cảnh sát ổng chận cái cô Catherine lại. Cổ hỏi ổng chứ, chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Có vấn đề gì? Cổ hỏi cảnh sát. Ông cảnh sát ổng mới nói là bà có thể cho tôi coi cái bằng lái và cái chủ quyền, cái giấy chủ quyền xe của bà được không? Ông nói dĩ nhiên được, bà nói dĩ nhiên được rồi. Nhưng mà tôi có thể hỏi tại sao ông chận tôi lại không? Thì ổng mới nói,
Bà có biết là bà đang chạy quá tốc độ không? Bà vượt tốc độ giới hạn không? Bà mới nói là bà chạy 45, bà không có vượt quá tốc độ giới hạn. Bao nhiêu không? Bà nói 45. Nhưng mà tôi chạy dưới 45. Bà nói như vậy. Thì ông cảnh sát ổng mới nói: bà có biết đây là khu vực trường học không? Bà mới nói: xin lỗi, ông nói gì? Ông cảnh sát ông mới nói: đây là khu vực trường học, thưa bà. Tốc độ trung bình đó, tốc độ giới hạn đó là 25 chứ không phải 45. Bà mới nói: ôi nhưng mà tôi mới vừa thấy cái bảng nó đề 45. Bà nói như vậy. Ông cảnh sát ông nói: không, đó là bà thấy là mấy block ở phía sau kìa. Còn ở nơi đây, cái chỗ này là khu vực trường học và tốc độ giới hạn chỉ có 25 thôi. Thì bà mới nói: khu vực trường học hả? Ông nói gì? Ông nói thế nghĩa là gì? Thế đó là câu chuyện chấm dứt tới đây hôm qua. Ok. Rồi, bây giờ bắt đầu. Khi mà bà nói như vậy thì hôm nay mình sẽ coi nghe tiếp coi chuyện gì xảy ra giữa hai người. Ông cảnh sát ông mới nói: a school zone is any street that borders the grounds of a school. I'm sorry, chị mới đọc chậm lại nha. A school. Nhớ cong lưỡi lên phía sau nha các anh chị. John. John. John là mình xuống giọng ở cái âm N cuối cùng, cái âm Y mình không có đọc. Okay. Is. Chữ is là cái âm Z ở phía sau. Is. Okay, chứ không phải is. Is. Ở bên này đưa tiền cảnh sát là ở tù nha các anh chị. Không có được cái gì, không có được hối lộ á, không có được hối lộ. Is any street, street các anh chị, cái chữ street nhiều khi đọc khó. Okay. Các anh chị đọc chữ it mà kéo dài chút xíu. Okay. It. Rồi thêm chữ R. Read. Right. Rồi thêm chữ T. Treat. Okay. Rồi thêm chữ S ở phía trước. Ví dụ chữ nào mà mình khó đọc, mình nắm cái nguyên âm mình đọc trước. Okay. Rồi mình ráp 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 cái phụ âm lại. Eat, read, treat, and street. Okay. That là lưỡi ra th, phải là lưỡi ra that. Border, borders, the grounds, grounds of a school. Or cái âm o cuối cùng á phải kéo dài. Okay. Or chứ không phải o nha. Or where kids usually cái âm s đọc thành âm z nha, usually cross the street on their âm o phía sau, their way to school. And their, hai cái chữ there and there gần giống nhau nha các anh chị, đọc gần giống nhau. There, there. Or size, or cong lưỡi lên, or over. 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 Okay, one more time. A school zone is any street that borders the grounds of a school. Or where kids usually cross the street on their way to school. There are signs all over.
Ok, rồi bây giờ các anh chị gọi vô cho Tiểu My đi. Gọi vô Skype đi, please. Không biết bữa nay Skype có gì trục trặc không? Thôi, Tiểu My chưa mở cái Skype nữa. Rồi đó, ai muốn đọc thì các anh chị gọi vô Skype cho Tiểu My, ok? Ok, Tiểu My 7 in the banner, you can see it in the banner. Như nó đang chạy thì phải. Dạ, hình như nó đang còn chạy. Rồi. Ok, bắt đầu nha. Đạo Thư Phương, Thịnh Nguyễn, Cherry Phạm, and Tiểu Tinh Vệ. Ok, đủ 4 người rồi. Đủ 4 rồi. Các anh chị đừng gọi nhiều, vô nhiều quá, mình sẽ mess up cái Skype đó. Các anh chị trong Skype nghe tụi mình nói không? Có Okay, that's good. Okay, now, who are you? Thịnh Nguyễn, right? Yes. Okay, so you're the first one. Who read this one? Yes. Could you read this one, please? Okay. Officer, a school zone is any street that bars the road of a school. Or where kids easily cross the street on the way to school, the side or over. I'm sorry, rouse, rouse, Wow. không phải rouse, Rouse. yeah, xuống cái âm n nha, rõ ràng nha, round the, right, round, Rounders. yes, rouse, Rounders. okay. Khi mà mình đọc chậm từng chữ đó các anh chị nên đọc có cái ending sound. Còn khi mà các anh chị đọc thì mình đưa nút âm, it's okay. Okay. Có khi mình phải đọc nhanh thì mình không có đọc rõ ràng, Wow. it's okay. Nhưng mà đọc từng khi tập đọc các anh chị nên đọc từng chữ để cho mình biết cái phát âm cái chữ đó nó ra làm sao. Còn khi đọc nhanh nhiều khi là mình không có nghe rõ cái âm cũng it's okay, không sao hết trơn. Miễn người ta hiểu là được rồi. Các anh chị hiểu vấn đề này không? Thành ra Dạ không. nhiều khi mình đọc chậm nó khó hơn mình đọc nhanh là như vậy đó. Tại mình phải đọc rõ ra cái âm đó, ok, đọc rõ cái âm ra cho nó quen đi. Ok, now could you repeat one more time please? Officer, a school zone is any street that follows the route of a school, or where kids easily cross the street on the way to school, the side or over. Yeah, borders, đọc là border, Border. grounds, Rouse. that's right. Okay, and that's good enough, and thank you, Thịnh Nguyễn. Dạ, không phải cô. Next one will be Đặng Thu Phương. Are you ready? I'm sorry. Log out of Skype for me, please. Các anh chị đọc xong rồi cứ cứ ra khỏi Skype đi. Đặng cho cái Skype đừng có bị mess up trong có nhiều người quá đó. Ok, thank you. Đặng Thu Phương. Thu Phương. Không nghe Đặng Thu Phương nói. Thế Đặng Thu Phương. Đặng Thu Phương. Okay, I think Cherry Farm with me now, right? Yes. Okay. Because, okay, could you read this, please?
is full. John is any street that borders the ground of a city cross the street on their way to school. There are signs all over. Okay, cái chữ street hơi kéo dài chút xíu chứ không phải street nha. Street. Yeah. Yeah. Street. That's right. Street. Okay, start over one more time, please. Đọc lại hả cô? Yes. Yeah. Start over có nghĩa là trở lại từ đầu. Okay. Yeah. A school jump is any street that borders the ground of a school or where kids usually cross the street on their way to school. There are signs over. Okay, that's pretty good. Thì các anh chị muốn đọc nhanh, đọc chậm gì đó, lên giọng xuống giọng gì đó, thì mình làm chuyện đó. Còn giờ này mình phải đọc rõ từng chữ. Okay. Okay, cảm ơn Cherry Farm. You do a very good job. Yeah, cảm ơn cô. Okay, next one will be Tiểu Đặng Thu Phương. Thu Phương nghe tụi mình nói không? Cherry lock out khỏi cái Skype nha, please. Khi mà các anh chị đọc xong rồi các anh chị cứ ra khỏi Skype đi rồi mình gọi trở vô lại lấy rồi, ok? Đặng Thu Phương. I don't know, Thu Phương. Okay, now Tiểu Tinh Vệ. Okay, could you read this, please? A school shall be any street that borders the grounds. Grounds. Cái này đọc sao? Này đọc sao? Yeah, growl, right? Yeah. Mình thêm cái âm chi ở phía trước phải cứng cái miệng, growls. Okay? Growls. Yeah, growls. Okay, continue please. Go on. Yeah. Where kids usually cross the street on their way to their size all over. Okay, street. Không phải street nha. Street. Kéo dài một chút xíu. Street. Right, street. Có cái âm S phía trước. Street. And street. Yeah, and what else? On there. There. Le lưỡi ra nha, chứ không phải là there nha. There. Le lưỡi ra. There. Yeah. Right. Nhớ le lưỡi ra phía trước. Chữ âm TH. There. There. Ha, có âm R phía sau luôn. There. There. That's right. On their way. Okay, could you repeat one more time, please? A school does the empty street that borders the grounds of school or where kids usually cross the street on their way to school. There are signs all over. Yeah. Okay, that's good enough and thank you very much. Thank you. Không cần gì sửa nữa con. No, you did good. Yeah, you do very good you. Job. I mean, good vibes. Thank you. Okay, and that's
it, right? Okay, đủ rồi, không có ai nữa. Yên Phương. Okay, Đặng Thu Phương, I give you another chance then. Right, Đặng Thu Phương đọc đi. I think we can hear you now. Rồi, drop off, right? Còn ai trong Skype với tụi mi nữa? Okay, Đặng Thu Phương. Okay, Đặng Thu Phương, your mic is so static. Các anh chị sẽ có cơ hội để đọc ở đây để đọc, okay? Everyone have chance to read, okay? So don't worry. And every time, I need four people only, okay? I need four people at a time, please. Cái gì và mỗi lần một đoạn như vậy đó thì chỉ mình cần bốn người đọc thôi, nhiều quá. Ok, bây giờ mình qua đoạn mới nha các anh chị, bốn người rồi. Ok, cái đoạn này thì dịch làm sao? Cái ông cảnh sát ổng nói, bà Catherine bà nói khu giờ trường học hả? Ông nói gì? Ông nói thế nghĩa là gì? Thì ông cảnh sát ông mới trả lời, khu vực trường học là bất cứ một cái con đường nào mà nó bao chung quanh của cái phần đất của cái trường. Các anh chị hiểu không? Phần đất của cái trường chứ không phải là bao chung quanh cái trường. Hôm qua chị mình cắt nghĩa rồi. Ví dụ mình mua một cái miếng đất, okay, rồi cất một cái trường ở trong đó, thì cái trường nó chỉ có khoảng thí dụ như 2.500 square feet đi, 2.500 square feet đi, mà cái miếng đất nó tới một mẫu luôn, thành ra ngoài cái trường ra chung quanh nó có đất nữa, phải không các anh chị, phải không? Cái chỗ bốn phía. Thành ra cái khu vực trường học không phải là chỉ cái trường hay là không phải là chỉ cái con đường trước mặt cái trường thôi, mà là bốn phía, bốn cái con đường dây chung quanh cái trường học. Các anh chị hiểu rồi chứ gì? Phải không? Đấy, thì ông cảnh sát ổng nói như vậy á. Ổng nói cái khu vực trường học, cái khu vực trường học là bất cứ một con đường nào, nghĩa là bốn con đường là nó dây chung quanh cái trường, okay? Nó dây chung quanh cái miếng đất của cái trường. Và bốn cái con đường này đó thì là cái nơi mà những đứa trẻ nó thường băng qua đường để trên đường nó đi tới trường, okay? Đó là cái đoạn này nó nói như vậy, là cái nơi những đứa trẻ thường thường băng qua đường trên cái con đường nó đi tới trường. Và chung quanh cái khu vực trường học, nghĩa là bốn phía đều có cái bảng hết trơn á. Này Tiểu My chia sẻ cho các anh chị nào bên Mỹ nha, hình như bên Canada cũng vậy luôn, hay là các nước ngoài cũng vậy luôn. Ok, cái line đó, cái block á, cái này, cái line là cái block nha các anh chị. Cái block nó sẽ là hình vuông, thường thường nó là hình vuông. Trong cái block nó có nhiều nhà hay tiệm tùng gì trong cái block đó, ok, nó là hình vuông. Thì một cái line là một cái block, mình cứ tưởng tượng như vậy. Vừa cái số 25 đó là vừa là đúng cái điểm mà cái border của cái trường. Các anh chị nhớ cái border là chỉ là cái biên giới của cái trường thôi, chứ chưa phải là cái trường. Cái 25 cuối cùng from the left á, từ bên trái á,
mới là cái trường. Cái block đó, ngay chỗ cái block đầu tiên mới là cái trường học. Nhưng mà người ta đã để cái bảng 25 từ cái border rồi, từ cái border của cái trường rồi. Các anh chị hiểu rồi phải không? Đấy. Thành ra cái bà này đó, bà chạy tới cái 25 đầu tiên. Đấy. Bà đang bà bị cảnh sát chặn ở ngay chỗ cái ví dụ như cái 25 thứ ba, thứ nhì đi. Okay. Bà bị ông cảnh sát ông chặn lại ngay chỗ cái 25 thứ nhì. Đấy. Thì bà mới nói với ông cảnh sát, ông cảnh sát nói bà đang vượt tốc độ ở trong khu vực trường học. Bà nói không, tôi chạy 45 mà. Ông cảnh sát nói cái 45 đó là làm mấy cái block ở phía sau kìa, ở phía sau bà kìa. Còn bây giờ bà đang ở trong cái khu vực của trường học chứ không, bà chưa thấy cái trường học nha. Cái trường học nó còn ở trước mặt đó, bà chưa thấy. Bà mới vừa qua cái border thôi. Mà bà không có hay. Thành ra các anh chị khi mà bên Mỹ này lái xe cẩn thận đó, khu vực trường học không phải tới cái trường rồi mình mới giảm tốc độ lại, mà vừa tới cái border là mình phải giảm tốc độ lại rồi. Và thường thường nó có cái sai, nó có những cái bảng nó đề 25 tùm lum hết trơn á. Okay. Các anh chị hiểu điều này phải không? Thành ra đây là cái đoạn mà ông cảnh sát ông nói. Okay. Rồi, ông nói như vậy đó. Khu vực trường học là bất cứ cái đường nào mà nó dây quanh cái trường học, nó dây quanh cái mảnh đất của cái trường học, và nơi mà đó là những đứa trẻ nó thường thường nó băng qua đường để nó đi tới trường. Và có nhiều cái bảng đề 25 tùm lum hết trơn á, mình phải để ý. Ok, từ từ nha, từ từ. Bây giờ đọc tiếp cái đoạn kế nha. Ok, vui vẻ đợi tụi mi nha. Bây giờ bà nói gì nè, khi mà ông nói như vậy thì bà nói gì? Catherine, I'm sorry, but I didn't see them. Các anh chị thường bên Việt Nam thường đọc là didn't, right? Nhưng mà bên này thường thường họ nói là didn't. Không có ai nói I didn't hết trơn. But I didn't see them. TH phải la lưỡi nha, them. Okay. I don't normally. Kéo dài ra cái âm R, normally. I don't normally drive. Okay, drive. Cái âm E ở phía sau không đọc. Âm E ở phía sau thường thường không đọc, mình phải đọc cái âm cuối của nó là âm V. Okay, driver đó. Mến chào sweet lady and mến chào các anh chị mới vào. Cái âm V đó, khi các anh chị muốn phát âm được cái âm V sau đó, các anh chị lấy cái răng trên cắn cái môi dưới rồi đánh cái hơi ra. Drive, driver đó, drive. Lấy răng trên cắn môi dưới, các anh chị làm thử đi. Các anh chị đánh cái hơi ra nó sẽ có cái âm V. Drive. Okay. Giống như là five. Không phải là five five, one two three four five, chứ không phải one two three four five. Okay. Drive. There's, chia phải la lưỡi. There's way and, okay, and. Cái âm cuối mình nên phát âm ra, không thôi mình lộn qua cái chữ khác. Cái này là and, xuống giọng mũi and. Còn này là and. Okay, các anh chị thấy khác phải không? Thành ra cái âm cuối nó rất là quan trọng. Mình nên phát âm ra để cho người ta đừng có lộn qua cái chữ khác. And các anh chị post it to me ra ngoài đi. Okay, please. And I don't understand. Someone texting me. Understand how I could. Okay, could have known that there was a school here.
hero đó. Âm âm y không đọc, đọc âm. Okay, one more time. Catherine. I'm. Cái này mình sẽ đọc là I rồi mình đổi qua chữ em. I'm chứ không phải là am nha. I'm, I am đó. I'm sorry that I didn't see them. I don't normally, normally drive this way, and I don't understand, right? How I could have known that there was a school here. Thưa Thanh, đổi cái colophon dùng tiếng MIDI please. Okay, now that's your turn now. Khi mà các anh chị post bài, các anh chị được quyền post màu nha, cho nó rõ. Okay. Nhưng mà các anh chị nói chuyện với nhau không có được quyền post cái màu đỏ. I mean, không được quyền post cái màu đỏ nha, please. Rồi bây giờ các anh chị gọi vô cho Timmy đi. I need four people, please. Call me in Skype to read this. Phá dữ. thấy cái hình là biết phá dữ rồi. Giống như là Paris, you know. Okay, that's enough. I have four people with me already, please. Okay, what that one? Okay, Phá dữ, you the first one who can read this, okay? Phá dữ đọc đi. The first one who can read this, okay? And Melbourne Sky, please. Melbourne Sky, please. Gọi vô, chị gọi vô phải Melbourne bên Skype. Oh my God. Không biết ai vậy ta. Chắc vui vẻ đó. Cái này chắc của vui vẻ đó. Cô tự mình hả? No, wait. Không biết ai, cái mic của ai bị rè đó, không biết. I'm sorry. Các anh chị khi mà gọi vô, các anh chị nên mute ở trong cái power talk đi please. Mute power talk chưa? Mute power talk. Em mute rồi, cảm ơn. Okay, rồi. Em mute rồi nhé. Okay, cảm ơn. Okay, now phá dữ đọc trước đi. Phá dữ có đó không? Oh my. Không biết ai nghe. Ai mới vừa bị out đó, cái người đó là thủ phạm đó. Cô ơi, em đọc trước luôn nha. Who are you? What's your nickname? Vivu ạ. Vivu ạ. Okay, yeah. Vivu, yes. See you now. Yeah. Okay, yes, please. Catherine, I'm sorry, but I didn't see her. I don't normally drive this way, and I don't understand how I could have known that there was a squirrel there, a squirrel here. Okay, that's good. One more time, please. Catherine, I'm sorry, but I didn't see them. You don't see them. I didn't see them.
I don't normally drive this way, and I don't understand how I could have known that there was a school here. Known, chứ không phải know nha, known. A school here. School here. That's right. Okay, that's good enough. You do a very good job, and thank you very much, Vivu. Okay, next one will be Phá Dữ, có đó không? Phá Dữ. You the one who called me first, so I call you. Phá Dữ có đó không? Nếu gọi mà các anh chị không có thì mình sẽ cut các anh chị off thế nhỉ? Okay. Sorry about that. And khi các anh chị đọc xong, các anh chị out khỏi Skype luôn dùm tụi mi đi, tại có nhiều người trong Skype nó bị tùm lum hết trơn. Okay, now ốc luộc. Ốc luộc, are you there? Yes. Okay, could you read this please? Yes. Catherine, I'm sorry, but I don't normally drive this way, and I don't understand how I could have known that there was a school here. Okay, one more time, please. School. 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 Yeah, come lưỡi lên phía sau. Okay, yeah. One more time, please. Start over. Catherine, I'm sorry, but I didn't see them. I don't normally drive this way. Sorry. And I don't understand how I could have known that there was a school here. Okay, that's pretty good. And thank you very much. Thank you very much. Thank you. Oh my god. You may không có accept any car, okay? Any more car. Tại vì đủ rồi, các anh chị gọi vô nhiều quá thì mess up. Okay, now next one will be ốc luộc rồi phải không? So next one will be Khánh Phạm. Khánh Phạm, are you there? Dạ có. Okay, now yes. Could you read this please? Đọc đoạn này nha. Yeah. I'm sorry, but I didn't see them. I don't normally drive this way, and I don't understand how I could have known that there was a school here. Known, chứ không phải known nha, known. Known. Không phải known, mà là known. Xuống cái âm nghe. Yeah. Known. 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 Uh-huh. Health. Health. That's right. Okay, one more time, please. This way, and I don't understand how I could have known that there was a school here. Known, chứ không phải known, không phải known, mà là known. Yeah, giống như câu chuyện. Yeah, known. Yeah, known. Không phải known, known, giống như tiếng Pháp là we know. Known. Known. Yeah, that's right, almost. Okay, that's good enough, and thank you very much, Khánh Phạm. Thank you. Các anh chị, khi mà các anh chị đọc sai chữ nào mà các anh chị đã correct lại thì các anh chị phải đọc chữ đó 10 lần liền tại chỗ, please. Known, 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 known. Nói như vậy đó, nói hoài như vậy 10-20 lần gì để cho mình đọc cho chết cái chữ đó luôn. Chết chữ đó có nghĩa là lần sau mình đọc không có sai nữa.
Okay. Nhớ lặp lại 10-20 lần cái chữ đó liền. Chữ nào lặp lại 20 lần đấy. Thiệt mà. Thí dụ như là Khánh Phạm đọc non 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 non. See? Thấy không? Khi mà mình đọc 12 chục lần thì lần cuối cùng mình không có thể nào đọc là nông được hết trơn đó, right? Okay. Didn't. Các anh chị thường đọc là didn't, didn't. Nhưng mà bên này không ai nói là didn't hết trơn á. I didn't. Okay. Didn't. Thấy như vậy, didn't. Giống như cái đinh vậy đó, giống như cái đinh vậy, mình đọc đều đều chút xíu, didn't. Để mình cut off Kim Ngân nha. Thầy Kim Ngân làm ồn quá. Kim Ngân gọi vô sao nha. Actually Tiểu My có đủ người trong Skype rồi. Okay, mỗi lần như vậy Tiểu My cần 4 người thôi. Okay. Rồi cảm ơn Khánh Phạm. Work you do very good. Dạ, cảm ơn cô ạ. Okay, now last one will be B hả? Tiêu hả? B hả? Dạ, okay, you are now. Yeah. Can you read this please? Yeah. Yes, we hear you. Yeah. Yeah. Catching, I'm sorry, but I didn't see them. I don't normally drive this way, and I don't understand how I could have known that they were a school here. Okay, could you slow down a little bit, please? À, khi tập đọc các anh chị phải đọc rõ từng chữ chậm rãi để cho mọi người đều nghe các anh chị đọc sai, ok? Dạ. Yeah. Cái vấn đề mình đang kiếm chữ sai, ok? Để mình sửa. Ok. Em đọc chậm lại thôi. Dạ, yeah, đọc chậm rãi từng chữ. Ok. Yeah, could you repeat one more time? I'm sorry, but I didn't see them. I don't normally drive this way, and I don't understand how I could have known that there were a school here. Okay, could. Chứ không phải could. Không phải could. Không phải could mà là could. 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 Right. Could. Có cái âm đi ở phía sau. And school. School. Không phải school. Bia hạt tiêu xuống giọng xuống âm n rồi, không phải school. School là âm n, còn cuối cùng là âm l phải cong lưỡi. School. School. Không phải school. Chưa đúng. Cong lưỡi lên phía sau đi là sẽ không có đọc được cái âm n. School rồi cong lưỡi lên. School. School. Cũng còn school, không phải school. School. Đúng rồi con. Dạ, chậm lại. School. School. Không phải school, cũng còn âm n. Phải không? Các chị người vẫn nghe âm n phải không? Không phải là school, mà là school. A school. Đúng rồi. Gần được rồi đó. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, được. School. Cong lưỡi lên mới được. Không phải school à. Không phải school à. School. 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 Yeah, gần được rồi. Miễn cong lưỡi phía sau, mình đọc xong rồi mình cong cái lưỡi lên là nó không có thể xuống cái âm n được. Làm lại một lần cuối đi. School. School. Cũng còn school kìa. School l. Nói school l đi. School. Yeah, nữa. Nói vậy 10 lần đi. School. Uh-huh. School. Nữa. Được rồi đó. School. Right. Rồi khi mà mình nói 10 lần rồi mình chỉ đánh cái âm sao, đánh cái âm L ra thôi, đừng có đọc rõ là school L nữa, mà mình chỉ đánh cái âm ra thôi. School. School. Yeah, được rồi đó. Ok. Yeah. Rồi, được rồi đó. Ok, now Bi Hạt Thiếu đọc lại chữ đó cho chính mình 10-20 lần nha. Ok. Dạ. Yeah. Nghĩa là mình đọc rõ rồi. Cái ending sound nó cũng dễ lắm các anh chị.
Ban đầu các anh chị cứ đọc rõ ra. Ok, school, school, school. Tại sao mình phải đọc nhiều, nhiều lần rõ ràng như vậy? Để cái miệng mình đó, nó sẽ lặp lại. Oh my God. Ở bên Việt Nam á, tụi mình thấy có hai cái điều này nè. Thứ nhất á, là mở cửa nhà ra. Bên Việt Nam mở cửa nhà ra thì nghe ra nghe tiếng xe, tiếng cộ gì tùm lum hết trơn. Phải không? Dạ. Và thứ hai đó là ồn nữa. Trong nhà có nhiều người nên ồn nữa. Yeah. Ok, it's ok, chỉ nói vậy thôi. Ok, cảm ơn Bi Hạt Tiếu. Rồi bây giờ dịch, dịch cái đoạn này nha. À, ông cảnh sát ông mới nói, nãy ông nói là à, cô có biết là cô đang ông cảnh sát ông nói à, cái khu vực trường học là bất cứ cái con đường nào mà nó bao dây cái trường học và mấy đứa trẻ nó sẽ thường thường nó băng qua đường, trên đường nó tới trường. Thấy như vậy. Và có nhiều nhiều cái bảng nó đề 25 tùm lum hết trơn á. Thì cổ mới trả lời: "Ồ, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không có thấy mấy cái bảng đó." Cổ nói như vậy, cổ không thấy mấy cái bảng đó. Và tôi thường thường không có à, không có lái xe qua cái con đường này. Và tôi không có hiểu à, và tôi không có hiểu à, nếu mà tôi không lái xe, thông thường lái xe qua con đường này, thì làm sao mà tôi có thể biết được có một cái trường ở đây. Thì các chị thấy rõ ràng cổ chưa lái xe tới cái trường học, nhưng mới vừa bước qua cái ranh giới của cái trường thôi, mà cổ không có hay phía trước nó có cái trường. Thành ra những cái bảng họ đề đó, những cái bảng mà cái, những cái size nó đề là 25 có chỗ là chỉ có 20 thôi đó. Nó đề nghĩa là nó đề vừa qua khỏi cái border là nó đã có mấy cái bảng rồi. Mà tại vì cổ lo lái xe, cổ cứ không có thấy cái trường, cổ chưa thấy cái trường học. Có nhiều khi cái trường nó nằm ở giữa cái miếng đất, thành ra mình không có thấy cái trường. Mình chỉ oh my god. Các anh chị hiểu được phải không? Thành ra cảnh sát ổng nói như vậy đó. Thành ra cổ mới nói: "Tôi xin lỗi, tôi không thấy, tôi không thấy những cái bảng ở đây là những cái bảng nha. Tại ổng nói ở phía trên là cái size. Tôi không thấy những cái bảng. Và tôi thường thường không có lái qua cái con đường này, thì làm tôi không hiểu à, nếu tôi không lái thì làm thế nào tôi biết ở khu vực này có cái trường học?" Ok. Đó, ông nói như vậy á. Đừng, đừng có nói Lee, don't give me a ticket. Ok, rồi ông cảnh sát ông sẽ nói gì? Mình sẽ đọc tiếp nha các anh chị. Cảm ơn Bi Hạt Tiếu. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Vô hôm hét cái gì mà hét giờ này. Ok, rồi. I'm sorry. Bây giờ coi ông cảnh sát ông nói sao để Timmy dịch trước nha, rồi mình tập đọc sau. "Tôi hiểu cái điều đó, thưa bà." Bà nói bà không có lái qua cái đường này thường, thì làm sao bà biết cái, có cái trường học ở đây? Ông mới nói: "Tôi hiểu điều đó thưa bà, nhưng mà cái trách nhiệm của mỗi một người lái xe phải biết cái luật giao thông." Ok, ông nói như vậy. Bây giờ à, nếu mà bà cho tôi một vài phút, tôi sẽ trở lại với cái bằng lái của bà và cái thẻ chủ quyền xe của bà. Hay của cô đi, nói cô cho bà khoái khoái một chút. Của cô. Ok, đây là cái đoạn này nó nói như vậy. Có nghĩa là hồi nãy trước khi mà stop bả rồi đó, stop cổ rồi đó, ổng hỏi cái bằng lái với cái registration rồi. Thành ra bây giờ ổng nói à, cổ đợi mà chút xíu ổng trở lại chiếc xe cảnh sát của ổng. Để làm chi vậy? Với cái bằng lái với cái giấy chủ quyền để ổng check. Thường thường cảnh sát nó lấy cái bằng lái của mình xong nó trở lại xe để nó check. Ok, nó check coi à, cái history driving. Driving history của mình có bị cái gì không? Có nhiều người
có nhiều người lái xe ăn cắp, hay là có nhiều người cái bằng lái hết hạn, hay đại khái như vậy. Có nhiều người thí dụ như không có đóng tiền. Khi các anh chị bị ticket rồi, các anh chị quăng cái ticket đi, không thèm trả tiền á, có bị lỗi không đó, có bị vô sổ bị đen không, hay là mình có bị cái gì không, đại khái gì, ông sẽ check, ông lấy cái bằng lái, ông đi lại cái xe của ông để ông check. Thì ông nói với cái bạn vậy, bạn làm ơn cho tôi vài phút, tôi sẽ trở lại với cái bằng lái, với cái registration của bà. Ok, đó là đoạn này nó nói như vậy. Ok, bây giờ mình tập đọc nha. Giờ này không phải là giờ help nha các anh chị. Không phải là giờ help lấy lại nickname hay cái gì nha. Các anh chị cần gì thì các anh chị vô cái room help room, ok. Để coi coi. Ken Love, ai là người mở room? Hai ngày nay Tiểu My đâu có vô room đó đâu. Họ lên mai phá tùm lum hả? Ai là người mở room? Không đóng room thì người đó. Đợi Tiểu My tí xíu đi Tiểu My. Các anh chị chờ Tiểu My tí xíu nha. Let's see. Vietnamese help room 5 người hả? Thôi kể đi, Tiểu My không biết ai là người who is the last one open the room. That's his responsibility, not mine. So don't worry about that. Tiểu My không có trách nhiệm đâu. Tiểu My không có người nào mở room thì người đó có trách nhiệm. Ok, now bây giờ tiếp tục nha các anh chị. Tiếp tục cái đoạn này. Delete this one. Okay, bắt đầu nha. I understand that, ma'am, but as every driver's responsible. Cái chữ mà một cái chữ mà nó nhiều cái âm như vậy, các anh chị cắt nó ra, ok. Chứ các anh chị mà nín thở, các anh chị đọc một hơi là rất là khó. I'm sorry. Cắt nó ra mà chưa cắt mà. Thế cắt nó ra như vậy. Mình có tất cả là mấy âm? 1 2 3 4 5 6, right? Mình cắt nó ra phần nữa. Okay. Responsibility. Đấy, mình cắt nó ra vậy nó dễ đọc hơn. Responsibility to know the traffic. Okay, traffic laws. Cái âm W đó các anh chị, thường thường mình không có đọc, ok. Nó rất là khó, ok. Loss. Now F year. Ok, cái chữ year là contraction của cái chữ you will. Ok. And that khi mà mình viết dính lại mình sẽ đọc là như vậy, year. Okay, year, rồi mình cong cái lưỡi lên phía sau tại cái âm L. Okay, year. Just, gift. Okay, cái âm V cuối cùng phải không? Chữ Y mình không có đọc, mình sẽ đọc là gift. Okay, me, a, minute. Nhớ nha, cái âm N đính chính giữa hai phụ âm, hai nguyên âm thì mình đọc cái âm đó hai lần. Mean. Ok.
Okay, mình không có đọc là minute, mình đọc là minute. Okay, minute. Minute. Còn cái I-O vậy đó, chữ I rồi mình cong lưỡi lên I-O, right? Be right. Right. Có âm T ở phía. Các anh chị đừng có đọc là back back nha, right back nha. Nên hả miệng ra, đọc nó đúng hơn. Back, right back. Okay, right back. With. Cái âm TH ở phía sau phải le lưỡi. With. Okay, with. With. Your. Âm R kéo dài. Your license. License. And registration. 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 Mình chia nó ra như vậy thì đọc dễ hơn là registration. Đọc mà liên tục như vậy nó hơi khó. Mà mình chia nó ra, cắt nó ra. Registration. Responsibility. 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 Right? Okay, one more time. I understand. Cái understand này nhấn âm thứ ba nha các anh chị. Understand. Start on the last syllable. Understand that ma'am Beth is able to know the traffic. Traffic. Okay. Loss. Now F. Có âm V. Âm V với âm F nó gần giống nhau. Các anh chị lấy cái răng trên cắn môi dưới. F. Okay. F. You'll just give me a minute. I'll be right back with your license and registration. Registration. Thường thường các anh chị thấy cái gì mà có cái sần sần ở phía sau á, thì mình sẽ nhấn cái âm ở phía trước. Okay. Convert. Conversation. Okay, conversation. Registration. Registration. Cái âm chi phải không? Cái âm chi phải không? Thầy cô gì bia? And conversation. Các anh chị thấy mình thường thường mình nhấn cái âm phía trước của có cái chữ sần á. Ok, đợi tìm tí xíu trả lời. Yeah, đúng rồi. Thường thường á, các anh chị đọc chậm nó khó hơn là các anh chị đọc nhanh. Ok. Registration hả? Thầy Cozy Beer. Let me try this. Registration. Để tí mình time để đọc thử. Listen nha. Registration. Đâu phải là triệt đâu. Registration. Registration. Administration. Chị mình đọc đúng rồi đó. Nó là âm J. Ok. Chứ không phải âm C. Ok. Registration. Yeah. Registration. Mà đợi tí mình tí xíu. Hỏi hoài vậy ta. Ok rồi, bây giờ các anh chị gọi vô cho Tiểu My nha. Bốn người, please. Các anh chị gọi vô nhiều quá mà cái Skype của Tiểu My bị mess up. Ai gọi vô cũng được hết trơn đó. Nhưng mà các anh chị giơ tay, các anh chị mới được gọi vô nha. Anh chị không giơ tay là Tiểu My không có accept cái call của các anh chị đâu. Ok. Phải giơ tay mới được gọi vô, please. Vì ốc luộc có giơ tay không? Có nè. Tiểu Tinh Vệ, Hiếu Học. And I think that's enough. I have four people with me.
Now, okay? Nhiều à? Nhiều à? Lệ Trang. Chị nhớ vô tai mới được gọi vô nha. Vậy nó mới fair. Okay, that's enough. I have totally 1, 2, 3, 4, 5 people. I mean who first? Chú Tinh Vệ, could you read this one? Yeah. Please. Yes. I read. Chứ không phải là read nha. Read. Read. Uh-huh. I read. I read. Yeah. Yeah. Go ahead, please. I understand that, but ma'am. Yeah. But ma'am. Uh-huh. But every guy drives Ngưng ngay chưa đó. Responsibility. Mình cắt nó ra làm hai, mỗi lần mình đọc a ba âm. Responsibility. That's right. Những cái âm bear, okay, ability. Responsibility. Tất cả sáu âm luôn. Responsibility. Responsibility. Bye thầy Cozy Bear. Have a good sleep. Giờ này đi ngủ đi. Thầy Cozy Bear ở đâu vậy? Okay, go on please. I'm sorry. You know the traffic laws. Traffic. I mean, sorry. Há miệng ra. Traffic. Okay. Traffic laws. Now, just give me a minute. I'll be rewrite back with your license and registration. 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 That's right. Registration. Yeah. Chia ra từng cặp vậy. Registration. Right. Yeah, đọc nó dễ hơn. Registration. Yeah, nó có tất cả bốn âm, mình phải đọc đủ bốn âm. Rồi, one more time please. I understand that man, but it's every right responsibility. Ba âm trước. Responsibility. Ngừng ba âm rồi đọc tiếp ba âm. Responsibility. Responsibility. Nó có năm âm. Responsibility. Dầu cho mình đọc nhanh cũng phải có sáu âm nha. Responsibility. Responsibility. Đâu có nghe cái âm thứ ba đâu. Responsibility. Actually nó phát âm là như vậy nè. Sir. Responsibility. Responsibility. That's right. Được rồi đó. Responsibility. Right. You know traffic laws. Now is law. Yeah, chứ không phải law nha. Laws. Laws. Tell me. Now if you just give me a minute, I'll be right back with your license and with Jason.
thường thường đó, ví dụ các anh chị có bốn âm thì nhấn âm số 1 đi chung với âm số 3, hoặc là nhấn âm thứ 2 đi chung với âm thứ 4. Trường hợp này á, mình nhấn âm số 1 và nhấn âm số 3 registration, thấy không? Nhấn âm số 1 và âm số 3 registration. Registration. That's right. Registration. Okay, nhớ nha. Có nhiều khi mình nhấn âm A2 thì mình sẽ nhấn âm 4. Okay. I'm sorry. Let me repost like, the whole thing. Okay, one more time, please. I understand that. Ma'am. Man, but it, every driver's responsibility to stop, know. Wait, stop right there, please. Sao sao Tiểu Tinh dễ sợ cái âm thứ ba không dám phát âm ra responsibility. Right. Responsibility. That's right. Bây giờ được rồi đó, đúng rồi đó. Responsibility. To know the traffic laws. Now it's your just give me a minute. I'll be right back with your listen. License and registration. Trace. Yeah, nhấn dừng đầu, nhấn cái âm thứ nhất và nhấn âm ray. Okay, đây là những cái chữ you should repeat as many as you can, okay? Những chữ này. Okay, Tiểu Thiên Vệ phải lặp lại, phải tập đọc lại bốn chữ này, lặp lại hoài nhiều lần càng tốt, okay? For your own, for yourself. Your own idea. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, nhớ bốn chữ này nha. Okay, next one will be ốc luộc. Ốc luộc. Are you there? Yes. Okay, could you read this, please? I understand that, ma'am, but as every driver's responsibility to know the traffic laws. Traffic. That's right. Laws. Now, if you minute. I'll be right back with your license and registration. Okay, one more. Các anh chị khi mà các anh chị thì mình post ra những cái chữ mà các anh chị cần lặp lại đó, là nếu các anh chị quên, các anh chị mở từ điển ra, ok, họ đọc xong mình lặp lại y chang như vậy chừng 5-10 lần. Okay now, one more time please. Ốc luộc. I understand that, ma'am, but it's every driver's responsibility to know the traffic. Now, if you trust me, just give me a minute. I'll be right back with
draw license and registration. Right, Redridge. Break now, okay? Just now. Okay? Redridge. Right, Redridge. Okay, Redridge. Yeah, đọc là âm dê á, dê á. Redridge. Registration. Yeah, nó hơi khó, mình tập nhiều lần thì nó sẽ quen rồi. You're going to get used to it, okay? If you repeat many times, as many as you can. Yes. Okay. That's right. Okay, thành ra ốc lỗ chỉ có cái traffic, hả, miệng lớn nè, traffic. Traffic. And driver. Driver. Yeah, phải đọc rõ hai âm luôn, driver. Hey, driver. Driver. Yeah, đọc rõ hai âm như vậy. Understand. Understand. Yeah, nhấn cái âm cuối cùng, understand. Understand. That's right. And that's it. Yes. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, next one will be Hiếu Học. Hiếu Học. Hi, cô Tiếng. Okay, could you read this? Cô Tiếng My and hi everyone. Can you hear me? Yes, we hear you. Yes, I read. I understand that is every driver. Responsibility. Driver. Phải đọc rõ. Driver. Driver. Uh-huh. Responsibility to know the traffic laws. Traffic. Traffic, chứ không phải traffic nha. Yeah. Traffic, hả, miệng lớn rồi. Traffic. That's right. Laws. Now, if you just give me a minute, I'll write. I'll be right back with your license and registration. Very good. right back. Uh-huh. Yes. One more time, please. Good. I understand that, ma'am, there is every right responsibility us. Now, if you rồi cong lưỡi lên you. Now be right back with your license and registration. Yeah, registration. Right back. Right. Đầu tiên chữ right. Right. Uh-huh. Back. Back. With. With. That's good. Okay, and that's good enough. And thank you very much, Hill. Thank you, go. Okay, last one will be Thinh Nguyễn. Thinh Nguyễn, yeah. Are you there? Okay, could you read this, please? Okay. I understand that. Okay, understand. Nhấn cái âm thứ ba, stretch on the last one. Last syllable, I mean. Understand. Uh-huh. Right. Okay. I understand that, ma'am, but is every driver's responsibility. Responsive. If you are the give me a minute. Year. Year. Rồi cong lưỡi lên year. Year. Uh-huh. Year.
give me a minute. I'll be right back with the license and registration. Okay, with your. Kéo dài ra your. Your. Uh-huh. Okay, one more time, please. Okay. I understand that, ma'am, but it's every driver's responsibility to know the traffic laws. Traffic. Now, hả miệng ra nha. Traffic. The traffic. That's laws. Right. Now, if you just give me a minute, I'll be right back with your license and registration. Cái chữ do đó đọc thành chữ Y của người Nam á. Do. Chứ không phải chữ chữ Z của người Bắc, không phải do nha, mà là do. Do. À ha, chứ không phải chữ Z nha. One more time, please. Do. Okay. I understand that, ma'am, but it's every driver's responsibility to know the traffic. Lost. Now, if you just give me a minute, I'll be right back. Right back. Đọc nhẹ cái chữ B. Right back. Right back. Uh-huh. Đọc nhẹ thôi. With your license and registration. Cái chữ do đó, đọc rõ ràng chữ D của người Nam đó. Your. Dạ. Do. Không phải cho nha, mà là do. Do. Dạ, gần được rồi đó. Gần được rồi. Do. Do. Chị cũng hơi ngộng thì phải. Không phải là cho mà là do, đọc rõ ràng đấy, do. Do. Ok, thôi cho ngộng cái đó chút xíu cho rồi đi. Do. Ok, do. Do. Ok, ok. Almost, chưa được lắm. Ok. Yeah, I understand. Ok, and that's good. Yeah, almost. Ok, that's good enough, and thank you very much. Thank you very much. Ok, rồi, mình qua đoạn mới nha. Một vài phút sau đó, ông cảnh sát, ông mới đi trở lại với cái bằng lái, với cái registration của cô Catherine. Ông mới nói, ok, ma'am. Ok, thưa bà, thưa cô đi. Tôi sẽ cho cô cái citation cũng giống như cái ticket đó là mình gọi chung thôi, nhưng mà thật đó nó đi ngày nào, giờ nào, mình lái xe ở có con đường nào, mình phạm lỗi gì, thời tiết làm sao, đại khái như vậy, bằng lái mình số mấy, everything ở trong đó hết trơn á, cái citation là như vậy, rồi nó có cái số điện thoại, nó có cái địa chỉ của cái tòa, rồi mặt sau của cái citation nhiều khi nó có cho mình biết là mình vượt tốc độ quá 1 mile thì bao nhiêu tiền, 2 mile thì bao nhiêu tiền, đại khái như vậy. Trong cái đó là cái citation. Cái nó mình gọi tắt nó là cái ticket, thật sự nó là cái, mình phải gọi nó là cái citation, nghĩa là một cái tờ giấy nó ghi như vậy đó, mình bị lỗi gì, phải như vậy. Tôi sẽ cho bà một cái ticket, một cái citation. Cho cái sự mà vượt tốc độ ở trong cái khu vực trường học. Thì cô Catherine cổ mới nói, nhưng mà thưa ông, tôi đã cắt nghĩa cho ông rồi. Tôi đã cắt nghĩa với ông rồi, tại sao tôi không biết? Tôi đã cắt nghĩa với ông là tôi đã không biết. Đây là đại khái vậy, bà mới vừa nói tới đó thì ông cảnh sát ông mới ngừng bà. Ok,
thì ông mới chận bả lại. Đó là tại sao ông, bả mới vừa nói tới đó thôi là ông cảnh sát ông chận bả lại nên bả ngừng. Thế anh chị nghe còn nghe tiếng mi nói phải không? Hello? Yes, you still hear me, right? Okay, rồi bây giờ mình đọc nha. Đó, cái đoạn này nó nói như vậy. A few minutes later. Cái chữ này nè các anh chị. Các anh chị đọc chữ A cũng được, nhưng mà thường thường các anh chị nên đọc chữ A. Tại vì khi mà mình separate nó thành cái chữ riêng đó thì mình đọc giống như là cái alphabet, mình sao like alphabet order, yeah? In alphabet order A, B, C, D, E, F, G. Nên mình sẽ đọc là A. Okay? A few minutes later. Các anh chị đọc later cũng được, giọng Anh. Okay? Mỹ thì nó đọc âm T thành âm D, thường thường là như vậy. Nhưng nó đọc là 20, water. Nó không đọc là water, hay là 20, hay là later. Các anh chị đọc vậy cũng được, cũng đúng nha. Nhưng mà Trẻ My ở bên Mỹ, Trẻ My phát âm theo giọng Mỹ. Okay? Later. A few minutes later. Officer. Okay, ma'am. I'm. Không phải là I'm nha các anh chị, mà là I am. I'm going to give you a citation. Citation. Các anh chị thấy không? Trước cái trước cái citation đó mình phải nhấn giọng citation for speeding in a school zone. Xuống giọng N nha. Zone. Catherine, bad officer. I already explained. Có ED đây, mình phát âm thành chữ D phải không các anh chị? Tại sao? Tại sao phát âm thành chữ D? Explain. And chữ D mình nói nhỏ lại thôi, mình chỉ đánh cái hơi ra thôi. Explained that I didn't know it what it was. Phát âm thành chữ D là tại vì nó không có, nó có tất cả ba trường hợp để phát âm phải không? Một là T. Khi nào phát âm thành chữ T? Khi nào cuối cùng nó bằng những cái chữ đầu câu của cái chữ chó, sủa, xôn, sao, khắp, phố, phường. CH, S, X, I mean SH, X, xôn, sao, khắp là K, phố là P, phường là F, and ha 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 là H. Khi nào cuối cùng những cái chữ của cái đầu câu đó thì mình phát âm thành chữ T. Và cái cách thứ hai là phát âm thành chữ IT, ID. Khi nào mà cuối cùng bằng chữ T and chữ D, thí dụ như want, wanted, end, ended, thì mình sẽ phát âm thành chữ ID, phát âm tiếng Việt là chữ it, right? Còn nếu mà không phải hai trường hợp này thì mình sẽ phát âm nó thành chữ D. Okay? Nếu mà không phải một trong hai trường hợp thì mình sẽ phát âm nó thành chữ D. Còn cái vấn đề voice or voiceless hay là gì đó, short I, long I gì đó, các anh chị tìm cô Hạt Cát sẽ giúp các anh chị rõ ràng hơn. Còn Tiểu My thì bí vấn đề này. Ok, Tiểu My dốt ví dụ mà long I, short I gì tùm lum hết trơn á, Tiểu My dốt. Ok, đừng hỏi Tiểu My. Tiểu My học cái gì là Tiểu My học chết cái chữ đó. Ok, Tiểu My không có dùng luật. Ok, không có dùng luật. Mà so far Tiểu My đọc cũng đúng phải không các anh chị? Phải không? Tiểu My không có dùng luật, Tiểu My đọc cũng đúng phải không? Right? Nói lại nè. So explained, okay, that I didn't know it was. Okay? Cái gì vậy? Rồi, một lần nữa nè. A few minutes later. Officer. Okay, ma'am. I'm going to give you a citation for speeding in a school zone. Catherine, but officer, I already explained that I didn't know it was.
Okay, now your turn. Could you call me in Skype? I need four people with me. I mean to read this, okay? Giờ các anh chị gọi vô đi. Các anh chị cần bốn người. Các anh chị nào giơ tay mới được gọi vô nha, please. Off look, you so fast. Ba người nữa, please. Các anh chị không gọi vô là các anh chị lỗ. Yeah, các anh chị giơ tay để thôi mấy người giơ tay họ comment, ok, tội nghiệp họ giơ tay mà họ không. Rồi các anh chị gọi vô đi. I need four more please. Ba người nữa. Không chịu hả? Không biết gọi vô hả? Không biết gọi vô hả? Cái nickname của Timmy in Skype đó là Timmy 7. Hỏi Timmy cách sử dụng Skype học. Timmy không biết mà. Ok. You have to figure out yourself. Ok, I got Hiếu học ốc luộc. Kéo vô đâu? David Sayer. Để Timmy trả lời người này nha. Để ông coi cứ hỏi hoài ha. I think I need to bring up the kéo vô được thì phải. Okay, Timmy cần hai người nữa please. Tiểu tiên vệ. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Bắt đầu nha. Ốc luộc trước, okay. Mời ốc luộc. Yes. Đọc cái này. Okay, I'm sorry. Bạn Vũ. Các anh chị repost lại cái đoạn đó đi please. Anh bao mất tiêu rồi. Yes, cảm ơn. Rồi, ốc luộc đọc đi, please. Yes. A few minutes later. Officer. Okay, ma'am. I'm going to give you a citation for speeding in a school. John. School. Không phải cool nha. School. Okay, go on please. Go on. Yes. Catherine. But officer. I already explained that I didn't know it was. Okay, hello? One more time, please. Yes. A few minutes later, officer. Okay, ma'am, I'm going to give you a citation for speeding in a school. John. Catherine. But officer, I already explained. Okay, that's good enough. I'm sorry, I trả lời cái người này cái ông không có nghe. Okay, could you just repeat one more time, okay? And this time I will follow you. Yeah.
A few minutes later, officer, okay, ma'am, I'm going to give you a citation for speeding in a school, John. School. School. Không có chữ S, không phải là school nha, không phải là school. Mà là school, chữ C đọc thành, cái âm C đọc thành âm âm K đó. School. Yeah, school. School. Yeah. I'm sorry. Yeah. I already explained that I didn't know it was. Okay, and I think that's we'll be cảm ơn Úc Luật. We'll be tiểu tin vệ. Yeah. Okay, tiểu tin vệ, could you read this, please? A few minutes later, officer, okay, ma'am, I'm going to give you citation. Citation. Chữ T đọc thành chữ T ha. Citation. Citation. Right. Đã viết xe để ở đây đi tí xíu nha. For speeding in a school zone. Catherine, but officer, I already explained that I didn't know it was. Explained. Yeah, hả? Miệng là Catherine. Catherine. Mm-hmm. Explained. Okay, can you tell me một second nha. David's there, nghe tiếng mình nói không? David's there. Do you hear me? I mean, nghe tiếng mình nói không? Okay, David's there. tiếng này không biết. Anh nói hôm qua Houston giúp anh mua nick là làm sao? Tự anh mua chứ làm sao anh Houston giúp anh mua được? Hả? Anh Houston chỉ đưa anh cái link thôi phải không? Đưa anh. Nếu mà ảnh thông dịch cho anh, nếu mà thông dịch ngay cái chỗ đó liền cho mình, thì nếu mà có anh Houston thì nó sẽ trả lời tại sao anh mua không được, thì anh Houston đã nói với anh rồi phải không? Đã thông dịch cho anh rồi phải không? Hôm qua cái nick nó xanh chưa? Hả? Hôm qua cái nick nó xanh chưa? Cái nick mà anh muốn mua đó. Đồng ý rồi. Hôm qua có anh Houston đó mà nó cũng chưa xanh hả? Tiếng My không hiểu vấn đề này. Nếu mà nó chưa xanh thì tại sao anh Houston và anh không hỏi cho tụi nó ngay tại chỗ cho anh? Tại sao anh Houston không hỏi? Thường thường đó, khi mà cái nick xanh đó, thì nó kêu cái người đó phải lót ra khỏi thao thoát, rồi lót vô chở vô. Make sure là cái nick nó xanh. Không biết anh Houston có nói anh chuyện này không? Phải nói cái người đó lót ra khỏi thao thoát rồi mới lót. Nếu chưa xanh thì mình phải complain tại, mình phải khiếu nại tại chỗ luôn, đâu có đợi.
đợi đâu, đợi đâu có đợi tới hôm nay mới khiếu nại, phải không? Yeah, đó là cái vấn đề đó. Okay, đó là cái vấn đề đó. Khi mà mua cái nick đó thì anh phải phải nói với cái người đó, mà thường thường không cần người đó lót vô nữa. Anh Houston cũng có thể check giùm cho anh cái ID của cái người đó, là biết coi cái nick nó xanh chưa, có thể check liền tại chỗ mà. Anh chỉ cần run cái UI, cái UI là anh biết là cái nick nó xanh chưa liền tại chỗ mà. Tiểu My, bởi vì cái vấn đề là anh nói Tiểu My không hiểu tại sao có chuyện như vậy. Đồng ý, giàu cho mua cho ai cũng được. Ok, chỉ cần run cái UI là coi được cái history của cái người đó, cái nick đó có xanh hay không là biết liền tại chỗ mà. Hiểu, cái người đó vắng mặt không sao hết trơn á. Nếu mà Tiểu My có đó, Tiểu My cũng run được cái UI của cái người đó là biết liền coi cái nick đó xanh hay chưa liền tại chỗ. Thành ra vấn đề là anh nói có anh Houston, Tiểu My không nghĩ cái chuyện nó xảy ra như vậy, không lẽ anh Houston anh không run được. Anyway, đợi coi, anh có thể đợi Tiểu My thêm một tiếng nữa được hay không. Tiểu My vô xong cái này Tiểu My mới qua bên đó check cho anh được. Okay. Ok anh David. Ok. Dạ, sở dĩ Tiểu My kéo anh vô tại không, Tiểu My không có thể nào mà chat với anh thay hoài được, tại Tiểu My đang bận ở đây. Xin lỗi anh nha. Ok rồi, cảm ơn các anh chị và mình tiếp tục nha. Ok rồi, bây giờ tới ai đi ta? Tới Hiếu Học. Hiếu Học. Hiếu Học, can you read this please? Yeah, a few minutes late. Okay. Later. Mẹ. Đọc rõ ra ha. Later hay là later cũng được. I'm peeing. Wait, you patient. You missed that one. I'm going to give you a citation. Yeah. For peeing in a school drone. But officer, I already explained X. Nói rõ chữ X. Explained. That I didn't know this was. Một là mình nói didn't, hai là mình nói didn't. Okay, không phải dinner nha, didn't. Didn't. Now it's worse. Yes, one more time please. A few minutes later. Okay, ma'am, I'm going to give you a citation for speeding in a but officer, I already explained that I didn't know it was. It seems like you skipped something. Okay, that, chứ không phải that nha, that, explained that, okay? Yeah, explained that. Right, and what else? Yes, good. Còn chữ gì nữa mới thấy đây. Okay, yes. Okay, I think that's good enough. Office. Yeah, that's right. Okay, thank you very much, Hiếu Học. Did you read two times, right? Thank you, Go. You're very welcome. You're welcome.
didn't, không có ai nói didn't, okay, didn't. Các anh chị thường nói didn't, ở bên Việt Nam các anh chị thường nói là didn't, phải không? Ở đây họ nói là didn't, okay, didn't, didn't, chứ không phải didn't nha, didn't. Okay, okay, next one will be Bang Vũ. Bang Vũ, are you there? Bang Vũ, okay, có hả? Bang Vũ là bà mắm hả? Là bà mắm, bang mắm. Hello, 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 hello. Yeah. Okay, could you read this? However, what do you sound your nickname? Pronounce your nickname bằng mắng. Hả? Sao nghe nó lại lại của cái tiếng á. Cái tiếng nó được vậy. Nickname của Băng Vũ động sao vậy, bằng mắng hả? Dạ, bằng mắng. Thiệt hả? Bằng mắng hả? Là nghĩa là gì? Dạ. Không hiểu nghĩa là gì? Bằng mắng nghĩa là gì? Còn mình bằng. Nhưng mà bằng mắm nghĩa là gì? Nhẹ bằng mắm. Nghĩa là thích ăn mắm hả? Nhà bằng mắm hả? Oh, okay, now I understand now. Bằng mắm. À, tên bằng mà nhà bằng mắm. Nếu Tiểu My bán xôi thì là nói là Tiểu xôi hả? Mì xôi vậy hả? Mì xôi. Mì xôi. Mì xôi. Mì xôi. Okay. Now anyway, could you read this please? Yeah. A few minutes later, officer, okay, ma'am, I'm going to give you a citation for speeding in a school zone. Catherine, but officer, I already explained that I didn't know it was. Okay, cái chữ citation chứ không phải citation nha. Chữ T đó đọc thành chữ TH. Yeah. Citation. That's good. You sound very good. Okay, could you repeat one more time, please? A few minutes later, officer, okay, madam, I'm going to give you a citation for speeding in a school zone. Catherine, well, officer, I already explained that I didn't know it was. Okay, that's very good. That's very good. And thank you very much. Các anh chị nên á, các anh chị nên đọc chậm từng chữ. Các anh chị đọc nhanh cũng được, với một điều kiện các anh chị đọc nhanh mà phải đọc cho nó đúng. Okay, chứ đừng có không biết rồi ráng đọc nhanh đặng cover up cái sai của mình đặng nữa. Okay, để mày biết hết trơn á. Okay, already. Không chơi với bạn cũ nữa. Dạ dạ dạ. Nhà con sát bên phòng lên nhậu. À, nhà, tưởng đó nhà con sắp bên cái chợ. Ok, cảm ơn Bàn Vũ. Yeah. And thank you. Ok, next one and last one will be Khánh Phạm Quốc. Khánh Phạm Quốc. Yeah, các con bơi. Ok, now, it's your turn to read this. Yeah. A few minutes later, official, ok, ma'am. I'm going to give you a citation for speeding in a school zone. Catherine, but official, I already explained that I didn't know it was. Okay, that's good. One more time, please. Again? Yeah, one more time, please. Okay. A few minutes later, officer, okay, ma'am, I'm going to give you a citation for speeding in a school zone. Catherine, but official, I already explained that I didn't know it was. Okay, very good. This is so good to me, and so that nothing I can correct you. Oh, thank you. Yeah, thank you very much. See you later.
Yeah, I'll see you around hub. Okay, next one will be, bây giờ cổ nói như vậy, cổ nói nhưng thưa ông, tôi đã cắt nghĩa cho ông rồi, tại sao mà bạn, cổ nói tới đó cái sau, thưa bà, tôi xin lỗi về cái chuyện mà bà không có biết đó là cái khu vực trường học, tôi xin lỗi cái điều đó. Nhưng mà cô thật sự cần phải để ý, pay close attention là gì các anh chị, cần phải để ý hơn về những cái bảng sai đó, chú ý nhiều hơn, pay close attention, chú ý nhiều hơn về những cái bảng những cái bảng ở trên đường, nó có những cái bảng hiệu đó các anh chị, stop sign rồi nhường cho nhiều lắm, phải để ý những cái bảng. Ông nói như vậy, và nhất là trong những cái khu vực mà cô không có quen thuộc. Tôi đã lock you at 43 là gì? Chị hiểu cái chỗ này không? Chắc bên Mỹ mới hiểu. I locked you at 43. Trên xe, hoặc là nó có cái súng. Cái súng đó cũng là cái máy để timing. Có nghĩa là để bắn tốc độ. Có nghĩa là chiếc xe nào chạy ngang đó, okay, thì nó chỉ cần cái máy đó, nó sẽ tự động, nó sẽ nhảy cái số lên cho biết cái xe đó đang chạy bao nhiêu cây số một giờ. Khi vừa chạy ngang cái máy đó, là cái máy đó nó sẽ cho biết liền. Okay. Nó timing liền. Thì khi mà đó, ông cảnh sát đó, cái xe, ông thấy cái xe đó chạy nhanh. Thì thí dụ như tốc độ trung bình là 40 đi, mà chiếc xe đó chạy đến 55, 55, 6, 7, 8, 9, đại khái như vậy. Thì ổng lót lại là ổng bấm cái nút một cái là tự nhiên cái số nó ngừng ngay cái cái tốc độ đó, tốc độ đang ổng đang, cái người tài xế đang chạy, ổng lót lại ngay chỗ 57 liền. Nghĩa là thường thường ổng lót với cái tốc độ, nghĩa là ổng bấm cái nút là cái máy đó nó ngừng ngay cái số đó liền. Cái đó là cái máy, còn cái súng cũng vậy nữa. Okay. Cảnh sát nhiều khi nó nấp trong lùm á, hay nó canh canh chiếc xe nào chạy nhanh đó, không nó chĩa cái súng vô từ đằng xa, nó chĩa cái súng vô chiếc xe đó. Okay. Rồi khi mà nó chĩa cái súng đó thì cái số tốc độ nó sẽ bắt đầu nó nhảy. Okay. Ổng canh canh mà nó nhảy cái số nào cao nhất, ổng bấm một cái, ổng lót một cái là ngay cái số đó. Okay. Trong lòng, trong bụi đó, trên đường đi nó có nhiều cái lùm cây đó, ổng núp ở trong đó đó, ổng đậu xe trong cái bụi đó, ổng đậu xe trong cái lùm á, mình không có thấy. Okay. Mình không có thấy cái xe, đến chừng mà mình chạy gần tới hay là mình chạy ngang mình mới thấy là trễ rồi. Cảnh sát nó khôn, nó đâu đậu ngờ ngờ ngoài cho mình thấy là mình chạy chậm lại, nó khôn lắm, nó nấp. Thành ra mình tà mình thấy hai bên, không thấy cảnh sát đâu hết, mình chạy nhanh phải không? Nói chừng mà mình chạy ngang nó cái là mình mới thấy là trễ rồi, nó lót mình rồi. Thành ra các anh chị hiểu cái đoạn này nó nói gì đó. Ok. Ông nói là tôi bấm nút, tôi lót bà, tôi lót cô ở với cái tốc độ là 43. Và cái tốc độ giới hạn chỉ có 25 thôi. Và may mắn làm sao những cái đứa trẻ nó đang ngồi trong lớp. Ok. But ông mới nói tới đây cái sao cũ. Bây giờ đến phiên cổ trận ông lại.
Ông mới nói tới đây đến phiên của Trận Ngũ Lợi, thành ra ông phải ngừng. Nghe ngay chỗ nói là bị ngừng, bất tử. Đấy. Có mà chạy đằng trời. Yes, thầy nói như vậy. Ok, rồi bây giờ tập đọc nha. Officer, ma'am, I'm sorry about that, but you really need to pay closer. Attention, attention. Anh chị thấy chữ sần thì nhấn cái dòng cái âm phía trước đó. Attention, actually, in areas you're not familiar. Này mình sẽ đọc là familiar, okay? Familiar with. I locked. ED ở đây mình đọc thành âm gì các anh chị? TD hay là it? Locked, locked, hay là locked? Yeah, T phải không các anh chị? Tại sao? Tại sao mình phát âm thành chữ T? Tại sao? Yeah, tại chữ K, cup phải không? Tại chữ K. Chó sủa xôn xao cup, tại chữ K, right? And then mình sẽ đọc thành âm T, locked, okay, locked, you at 43. Cái 3 đó nó có TH ở phía trước, các anh chị phải la lưỡi, okay, 3. Nếu không la lưỡi thì đọc là 3, không phải 3 nha. 43, and the speed limit is 25. Luckily, luckily, the kids are in class now. Okay. Không có đọc lock kịt nha. Okay. Mình phát âm thành chữ kịt khi nào mà cuối cùng nó là âm T hay là âm D. Thí dụ như là one, cuối cùng là âm T. Thí dụ như wanted, okay, hay là âm D. And ended. Chỉ có cuối cùng mà âm T, âm D thì mới phát âm thành chữ it. Còn này là locked, okay, âm T. Okay, one more time. Ma'am, really need to pay closer attention to the signs, especially in areas you're not familiar with. I locked you at 43 and the speed limit is 25. Luckily, the kids are in class now. But okay, bây giờ Tiểu My mời bốn anh chị giờ gọi vô cho Tiểu My đi. Tiểu Tinh Vệ Khanh 32 Ốc Lộ Colorful Study English Trang Trọng Thịnh. Ốc Lộ, you the fastest people in the room. Okay, three more to go, please. Study first. Two. Study first, nhớ mute cái pop talk nha, please. Study first, nhớ. Yeah, mute cái pop talk. Lê Trang, Thịnh Nguyễn, Khánh Phạm Quốc. Okay, I have five people with me already. Okay, Ốc Lộ, could you read this, please? Yes. I'm sorry about that, but you really need to pay closer attention to the signs, especially in
arrest. Area. Job. Area. Area. Uh-huh. Areas. Areas. John, not familiar. No, familiar. 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 Để tìm mi đánh cái phát âm này ra luôn. Familiar. Nó như gì nè? Familiar. Familiar. Yeah, familiar. Familiar. Cái âm Y đọc thành âm D của người Nam đó. Giờ. Yeah. You. Oh, you. Yeah. Yeah. Right, familiar. Familiar. Okay. With. Clock. Đọc rõ rồi. Tròn cái miệng locked. Locked. Với cái âm T phía sau locked. And 33. Areas. Mm. Areas. Areas. I clocked you at 43. And the speed limit is 25. Luckily, because I'm in class now. But luckily, the kids are in class now. But okay, one more. Yeah, cái này đọc là area. Area đó, area. Area. Yes. Area. 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 Yeah. Area. Yeah. The speed limit is 25. Luckily, the kids are in the class now. Lớp chứ không phải là lock nha. Lớp chứ không phải là lock. Luckily. Không phải là luckily. Luckily. Okay, could you repeat one more time, please? Yes. Ma'am, I'm sorry about that. But you need to pay closer attention to the scene. Especially in area. Go on, please. Yes. Ai mà đánh dữ vậy ông nghe. Ai đang cãi lộn dữ vậy? Gây lộn bằng tay. Ai đang gây lộn bằng tay dữ vậy? But you really need to pay closer attention to the signs. Especially in areas you're not familiar. Wait, I clocked you at 43, and the speed limit is 25. Luckily, the kids are in class now. Yes. But speed. 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 Okay, that's good enough. And next one, please.
Yes, thank you. Okay, we're going to move on quickly nha các anh chị. Làm nhanh nhanh cho bữa nay ráng đọc hết bài này nha. We only have 30 more minutes left, okay? Okay, next one will be Lê Trang. Yes. Okay. Ma'am. Your. Ma'am, I'm sorry about that. But you really need to pay closer attention to the things, especially in areas you're not familiar with. I caught you at 43 and the speed limit is 25. Luckily, the kids are in class now, but... Good. Hai cái chữ này phát âm giống nhau này, your and your, phát âm đều giống nhau. Tại làm sao? Tại chữ y đó không có đọc. Thì có phải là chữ do với chữ do viết giống không? Nguyễn Tươi. Phải không? Nguyễn Tươi. Chỉ có thêm cái apostrophe thôi. Thành ra hai cái âm này viết đọc giống nhau, your and your. Okay. Now one more time please. Yeah. Ma'am, I'm sorry about that, but you really need to pay closer attention to the things, especially in areas you're not familiar with. I thought you're at 43 and the speed limit is 25. Luckily, the kids are in class now. But okay, that's very good. Sign. Okay, không phải là sin mà là sign. Sign. Yeah, signs. Okay. Okay, that's good enough and thank you very much. Cảm ơn cô Hà, cảm ơn các bạn. Okay, cái gì chữ get? Cái vegetable không có đọc là không có đọc là vegetable nha. Không có đọc cái âm get ở trong đó. Mình trả lời cho Isaac thật đó. Okay, mình đọc là vegetable. Okay, vegetable. Okay. Mình không có đọc là vegetable nha, vegetable. Okay, next one will be who else? Oh my god, tắt rồi. Well, tắt hết trơn rồi phải không? Cái gì? Get, okay, get, tắt hết rồi. Làm tiếng mi bị đổ quả, tiếng mi tắt hết rồi. Okay, one more, Thịnh Nguyễn. Thịnh Nguyễn. Need to pay closer attention to the sign. I drop you at 43 and the speed limit is 45. Luckily, the kids are in class now. But okay, one more time, please. Okay. Ma'am, I'm sorry about that. But you really need to pay closer attention to the size, especially in areas you are not familiar with. I clocked you at 43 and the speed limit E-4-E-5. Luckily, the kids are in class now, but... Okay. Really, chứ không phải là readily nha. Không phải readily mà là really. Really. Yeah, really. Chứ không phải readily. Really. And really. Familiar.
Especially. Familiar. Đọc rõ như vậy. Familiar. No, đọc thành cái âm D của người Nam chứ không phải là cái âm Z của người Bắc, ok? Không phải là Z. Giống như chữ Z vậy đó. Yeah, Z, Z. Chứ không phải là Z. Familiar. No. Familiar. Thì mình nghĩ Thịnh Nguyễn ngậm cái âm đó rồi đó, ngậm cái âm Y rồi đó. Âm Y đọc thành D của người Nam đó, U. You. Không phải you, không phải you nữa, không phải chữ âm d hay là âm z của người Bắc mà là âm d của người Nam đó. You. Không phải là you này mà cũng phải là you này nữa mà là you của người Nam, cũng giống như chữ do vậy đó, do chứ không phải là do. Dạ, không phân biệt được, tại ngọc rồi, tại ngọc chữ đó rồi. Ông cô chỉ em sao, okay, sao phát âm nó vậy đi. Tiếng Mỹ không biết chỉ làm sao. Người Bắc thường nói gì này, you remember me. Không phải you remember me, không phải như vậy. You remember me, okay? Không phải you remember me, okay? You. Yeah, you. Được rồi đó. You. You. Đọc thành âm D đó. You. Yeah, you. Người Bắc nói không you. Được cái âm D, trong khi người Nam nói không được cái âm V. Thì mình thì nói đi về chứ không phải là đi về. Đại khái như vậy. Nhưng mà khi mà mình khi không hiểu hả? Nhưng mà khi mà mình nói tiếng Mỹ mình phải nói cho đúng như anh nói luckily. Không phải luckily. Okay, lucky. No. Cái âm n không được đọc lẫn lộn với cái âm l. Okay, luckily chứ không phải luckily. Anh đọc đi. Luckily. Bây giờ anh đọc cái này nha, anh đọc cái này thử nha. Anh mà đọc này đúng là ký đầu anh liền đó, okay. Anh đọc cái này đi, okay. Đọc y chang như vậy nha. Đọc cái này nè. Em có thấy đâu? Thấy nè, chưa mà. Chưa, đợi tí xíu. Đợi tí xíu nha. Anh đọc cái này nha. Anh mà đọc cái này đúng là ký đầu anh liền á, ok. Thì mi ký không được, anh tự ký, ok. Đọc cái này. No, không phải đọc cái này, đọc cái này nè. Đọc cái chữ này nha, ok. Đọc này. Đọc đi. Luckily. Rồi, đọc cái này. Luckily. Sao hai chữ anh đều đọc giống hết trơn vậy? Hả? See? Giờ anh đọc lại hai chữ thì mi mới vừa post ra đó. Tại sao hai chữ anh đều đọc giống hết trơn vậy? Giờ đọc. Đậu. Giờ nè, đọc lại hai chữ này nè nha. Ok. Được. Rồi, anh đọc hai chữ này đi. Đọc mấy luckily. Rồi, chữ sao? Luckily. See, anh đọc hai chữ đều giống hết. Nghĩa là from now on thấy chữ L cũng đọc là N, mà thấy chữ N cũng đọc N, phải không? Right? Đó. Đọc chữ L còn chữ N thì đọc thành chữ N. Chữ đầu tiên em đọc là ly và chữ thứ hai em đọc là ni. Em nghĩ là còn nó giống nhau không? Ok, nói cho anh nghe nè. Ok, thật sự nè, cái này có
Hồi nãy đó anh đều đọc là Lucky. Ok. Trong bài đó anh đọc là Lucky. Thành ra Tiểu My cố tình kiếm một cái phương. Cái này có thật nha các anh chị. Tiểu My dạy trong nhà thờ đó, có cái anh đó, anh đọc cái này không được. What? Cái này Tiểu My nói thiệt. What is your name? Ok. Anh đọc là what's your name. Anh đọc như vậy. What is your name? Ok. Tiểu My sửa hoài, anh cũng nói là what is your name. Tiểu My mới tìm cái cách như vậy. Tiểu My nói giờ anh đọc cái này đi. Ok. Anh đọc rõ ràng là what is your name. Ok. Thật sự nó có xảy ra như vậy. Tiểu My mới nói với ảnh là bây giờ đó anh cứ nghĩ ở trong đầu chữ N thì anh đọc thành chữ L, và chữ L thì anh đọc thành chữ N, và từ từ anh đọc được. Anh đọc đúng ngay không? Khi mà Tiểu My nói cái Tiểu My để chữ L vô, ảnh lại đọc đúng what is your name. Okay. Thành ra bây giờ gặp anh Tiểu, gặp anh nào đây nào. Yeah, nghĩa là anh phải đọc ngược lại. Okay, anh phải đọc ngược lại, anh thỉnh nguyện. Anh phải đọc ngược lại. Ví dụ anh thấy chữ L thì anh phải đọc thành chữ N, mà anh thấy chữ N thì anh phải đọc thành chữ L. Tiếng Mỹ. Okay. Em thử đọc cái câu cô nên cô xem cho em có đúng không ạ? Okay. Cái câu what is. Okay, what is your name? Right. Đúng không cô? Cái câu này anh đọc sao? Câu này anh đọc sao? What is your name? See? Rõ ràng thấy không? Thấy không? Chỉ mới đánh chữ L mà anh đọc thành chữ N. See? Anh đọc là what is your name? Thấy rõ ràng không? Yeah. Thành ra anh nhớ nha, chữ N là chữ L thì anh phải đọc ngược thành chữ N. Ok? What is your name? Yeah, còn chữ L thì anh đọc ngược lại thành chữ N. Okay, nhớ điều đó trong đầu anh nha. Dạ. Còn khi mà mình nói tiếng Việt thì anh đọc sau Tiểu My cũng hiểu hết trơn á. Cũng giống như Tiểu My đọc sau anh cũng hiểu. Tiểu My nói thôi tới giờ rồi đi về. Anh hiểu không? Tiểu My đâu có cần nói là thôi tới giờ rồi đi về. Phải không? Tiểu My đâu cần nói. Tiểu My chỉ cần nói đi về anh cũng hiểu rồi. Right? Đồng ý không nè? Thành ra với tiếng Việt mình nói sao cũng is ok, mình hiểu với nhau. Nhưng mà tiếng Mỹ anh phải nói cho đúng. Ok. Anh phải nhớ trong đầu anh chữ L thì anh phải đọc thành chữ N của tiếng Mỹ. Anh chữ N thì anh phải đọc thành chữ L của tiếng Mỹ. Ok. Rồi. Bây giờ anh đọc lại cái câu, các anh chị post lại cái câu, cái đoạn đó cho anh. Ok, cái đoạn đó đã mất tiêu rồi. Các anh chị repost ra đi. Không, không thì để Tiểu My phải scroll lên mới được. Đã mất tiêu rồi. And hurry up các anh chị, please. Còn 15 phút nữa thôi á. Mình phải đọc cho hết bài này bữa nay. Thôi bây giờ qua đoạn kế đi. Dạ, bây giờ anh đọc lại cái đoạn này đi please. Okay, ma'am, I'm sorry about that, but you really need to pay closer attention to the signs, especially in areas that are not familiar with eye clock view at 43 and the speed limit is 35. Luckily, the kids are in class now, but... Yeah, Tiểu My thấy anh đọc chữ L thành chữ L được, ok? Anh đọc được. Yeah. Mà nhiều khi anh không có pay attention, thành ra anh đọc theo
theo anh là anh đọc chữ L thành chữ N. Không được, L là L. Nhưng anh đọc được cái chữ limit. Tại sao anh không đọc là limit? Tại sao anh không đọc là limit mà anh đọc được là limit? Có nghĩa là anh nhận ra được chữ L. And this time you sound luckily right. You sound right. How about this one? Chữ L là chữ L nha. Đọc đi. Really. See, hồi nãy anh đọc là really. Anh nãy anh đọc là really. Để mình rõ ràng là really. Dạ. See, nhớ nha. Really. Yeah, really, chứ không phải là really. Bây giờ anh đọc really được rồi đó. Luckily. Luckily. Yes, okay. Không được cố tình đọc sai nha. Không, không cô. Mà... Yeah, anh cố tình đọc sai. Không, không mà. Phải mà bắt lại trận. Sí, tại sao chữ limit anh đọc được mà chữ chữ hồi nãy chữ luckily anh lại đọc là luckily, L là ra L là rõ ràng. Ok. Không phải mà cái phản xạ cô không biết phản, sao phản xạ vậy? Khỉ đó, tại sao chỗ đó không phản xạ, cái chỗ limit không phản xạ mà cái chỗ luckily lại phản xạ? Nhớ trong đầu chữ L là chữ L, không được phản xạ bậy bạ. Dạ. Ok, anyway, cảm ơn anh. Thank you so much. Ok, you're very welcome. Ok, giờ mình qua đoạn mới nha các anh chị. Ok, còn hai đoạn nữa thôi. Bữa nay chắc overtime nữa rồi. Ok, study first. Just study first, đọc này thì xong đi. Các anh chị post lại cho study first, đọc đi. Ma'am, I'm sorry about that, but you really need to pay closer attention to the signs, especially in areas that you're familiar with. I clocked you at 43 and the speed limit is 25. Luckily, the kids are in class now, but... Okay, one more time, please. Ma'am, I'm sorry about that, but you really need to pay closer attention to the signs, especially in areas you're not familiar with. I clocked you at 43 and the speed limit is 25. Luckily, the kids are in class now, but... Okay, that's pretty good. However, this time is just the pronunciation. Practicing, okay. Các anh chị có thể lên đọc nhanh và hay giống như là study first. But nếu mà các anh chị đọc sai thì sẽ bị hai chứng một gì lộn, okay. Đọc nhanh cũng được, okay. Đọc nhanh hay cũng được nhưng mà với điều kiện phải đọc đúng, okay. Mình có cái giờ practice speaking á. Speaking, practicing thì các anh chị có thể chị lên đọc nhanh, đọc lên giọng xuống giọng gì cũng được. Còn giờ này thì giờ này là giờ mà mình tìm lỗi sai, biết không? Nên các anh chị phải đọc chậm rãi từng chữ để cho mọi người đều biết là mình sai chỗ nào, ok? Để anh ta cười mình. Anyway, you do very good job and thank you very much. Study first, then nothing I can correct you. Okay. Yeah, you're very welcome. Okay, mình move on to the next one, okay? Hồi nãy ông cảnh sát ông mới nói ở phía trên là may mắn làm sao mấy đứa trẻ nó đang ở trong lớp. Thì cái cô Catherine rồi ông nói nhưng, mới vừa nói nhưng ông tính nói tiếp thì cổ chặn ở lại liền. Thưa ông, không có công bằng chút nào. Ông cảnh sát ông mới nói thưa cô, tôi chỉ muốn hỏi cô một cách rất là lịch sự, không có ông nói gì vậy. Và tôi nhận ra rằng cô cũng missing a headline là gì các anh chị? Cô cũng xe hơi nó có hai cái đèn phía trước, phải không các anh chị? Cô ta mất một bên cái đèn, okay?
Một bên đèn cô ta bị mất. Okay. Cô ta bị missing là bị cái một cái đèn nó không có cháy đó. Okay. Nó không có cháy đó. Missing a headlight là như vậy. Cô cũng không có đeo thắt gì nịt nữa. Thành ra tất cả là ba lỗi phải không các anh chị? Speeding nè, không có đèn phía trước nè, và không có thắt dây nịt nữa. Và tôi có thể cho cô một cái giấy phạt cho cái sự mà vi phạm cái luật giao thông như vậy. Violation là vi phạm luật á, hoặc là một cái giấy cảnh cáo. Thế một cái giấy cảnh cáo mà ổng chỉ cho cổ có cái ticket cho cái chạy nhanh thôi, còn hai cái lỗi này ổng chưa có phạt đó, thì đừng có lên giọng với ổng, ý ổng nói như vậy đó. Thế đoạn này nói như vậy đó. Thôi bắt đầu tập đọc nha. Coi còn bao lâu nữa ta. Còn dài quá. Còn hai đoạn nữa lận. Okay, ma'am, I mean officer, this isn't fair. Officer, ma'am, I'm going to ask you nicely, not sorry, can't you? Not to argue with me. I noticed that you're also missing a headlight and you don't have your seat belt on either. Hay là either cũng được. Người Anh thường họ đọc là either. You a ticket for those violation. Mình chia nó ra mình đọc nó dễ hơn. Violation hay là violations, or just a war. Các anh chị thấy chữ war gì? War rồi mình xuống dọc warning. Okay, warning. One more time. Catherine, officer, this isn't fair. Officer, ma'am, I'm going to ask you nicely, not to argue. Okay, argue. Nhấn dần đầu nha. Argue with me. I notice those violation, or just a warning. Okay, warning. Nhiều khi các anh chị mà đứng hai ba room nha. Okay, mình đang nghe room này, xong mình chạy qua room khác. Có nhiều khi mình chạy nhanh quá đó, thì cái sound system mình nó không có đuổi kịp. Okay. Thành ra các anh chị chạy qua room khác, các anh chị nhiều khi không nghe. Các anh chị phải ngồi một chút xíu, các anh chị mới nghe. Rồi thí dụ như chạy qua room khác nó nghe rồi, các anh chị trở lại cái room hồi nãy, các anh chị sẽ không nghe. Có nhiều khi nó vậy đó. Tốt nhất thí dụ như các anh chị chạy qua room khác, các anh chị muốn chạy qua room khác nghe, các anh chị phải mute cái room này rồi các anh chị mới chạy qua room kia. Okay. Rồi muốn trở lại cái room hồi nãy thì các anh chị mute cái room mà mình đang ở đó, để mình chạy qua room khác thì mình phải mute cái room đó trước rồi mình mới chạy qua room khác. Okay. Các anh chị nhớ như vậy. Và có nhiều khi nó bị, có nhiều khi nó không bị, mà ý của Timmy nói lúc mình nó bị như vậy thì các anh chị làm như vậy. Okay. Đây là một cái trick các anh chị làm thử.
Ok nào, bây giờ gọi vô đi các anh chị. Ba người gọi vô, please. And hurry up. It only 6 more minutes left. Gọi vô đi các anh chị. Please. Yeah, ai muốn gọi vô cũng được. Khanh nè, ốc luộc nè, call the phone. Ốc luộc is the fastest lady in the room. Khánh Phở. Một người nữa. Rồi, ốc luộc đọc trước đi. Yes. Catherine, officer, this isn't fair. Officer, ma'am, I'm going to ask you nicely not to argue with me. I noticed that you're also missing a headlight and you don't have your seat belt on either. I can give you a ticket for those violations or just a warning. Warning. Đọc chữ war trước, ok, warning. Mới kéo war. Xuống. Yeah, warning. Warning. Okay, that's good. One more time, please. Yes. Catherine, officer, this isn't fair. Officer, ma'am, I'm going to ask you nicely not to argue with I noticed that you're also missing a headlight and you don't have your seat belt on either. I can give you a ticket for those violations or just a warning. Warning, yeah, warning. Okay, that's good warning. Enough. Right, warning. Yeah, warning. Okay, that's good enough, and thank you very much. Yes, thank you very much. Okay, one more time is Khánh Phạm Quốc. Phạm Quốc Khánh. Are you there? Okay. Can you hear me? Yes, we can. No. Catherine, officer, this isn't fair. Officer, ma'am, I'm going to ask you nicely not to argue with me. Kéo dài cái âm o chứ không phải á nha. Argue. Yeah. Argue. Argue. Yeah. With me. I noticed that you're also missing a headlight and you don't have your seat belt on either. I can give you a ticket for those violations or just a warning. Warning, không phải warning nha. Warning, warning. Warning. Right, that's right. Okay, one more time, please. Catherine, officer, this isn't fair. Officer, ma'am, I'm nicely not to argue
with me and notice that you're also missing a headlight and you don't have your seat belt on either. I can give you a ticket for those violations or just a warning. That's very good. Either. Phải là lưỡi nha, either. Chứ không phải either nha, either. Hay là either. Could you repeat either. That? Yeah, either. Nhớ either. Ra lưỡi. Yeah, nhớ ra lưỡi nha. Hay là either cũng được. That's pretty good. Yeah. And thank you very much. Yeah. Thank you. Okay, the time is up now, but anyway, we want to read the last one. Okay, the longest one. Longest and last one. Okay, ông cảnh sát ông nói như vậy rồi thì cái cô này cô sẽ nói, vậy hả ông? Thí dụ như vậy, nghĩa là tôi sẽ, đó là tôi sẽ cho cô ba cái violation lận, ba cái lỗi, nhưng mà tôi chỉ cho cô một lỗi thôi. Thì nãy cô nói, vậy hả? Tôi xin lỗi ông. Tôi không có muốn mà gây với ông. Okay, tôi không có muốn gây với ông. Ông cảnh sát ông nói, nếu mà cô không có đồng ý với cái citation này, nghĩa là với cái ticket này, tại trong ticket thì ông sẽ ghi cái gì ra, lỗi gì, khi nào ra tòa đồ này kia đó, ngày giờ ra tòa đó. Ý của ông nói như vậy, nếu mà cô không đồng ý với cái giấy phạt này thì cô có quyền. You have a right, có nghĩa là it's your right đó nha. Đó là quyền của cô để cô có thể chống đối lại ở ngoài tòa. To fight ở đây có nghĩa là gây lợi hay là chống lợi hay là làm cái gì đó ở ngoài tòa, cãi lợi ngoài tòa. Và tất cả những cái những cái dữ kiện ở trong cái ticket đó đó về cái tốc độ giới hạn. Và nếu mà có những cái đứa nhỏ ở chung quanh cái khu vực trường học đó thì có thể nó còn những cái vấn đề còn tệ hơn là một cái ticket nữa. Có những cái vấn đề còn tệ hơn, nghĩa là cô sẽ gặp những cái vấn đề nó còn tệ hơn cái ticket nữa. Ví dụ như là đụng mấy đứa nhỏ hay là cái gì đại khái như vậy, ý ổng nói như vậy. Okay. Cái ticket là nhẹ đó, là chỉ phạt tiền thôi, rồi đụng mấy đứa nhỏ là tiêu rồi. Ok, cái đoạn này nó nói như vậy. Okay. Ở Việt Nam thì phải đưa tiền cho cảnh sát hả? Bên này đưa tiền cảnh sát bắt liền á, nó cộng tài liền á, cái tội mà hối lộ. Bên này không có vụ hối lộ nha các anh chị. Thì mới thấy bên Việt Nam người ta đã đi vô nhà thương bệnh hoạn rồi, còn phải đưa tiền cho y tá để được take care cẩn thận nữa. Tôi này không có chuyện đó đâu. Bên này còn nạt bác sĩ nữa chứ đừng có nói chuyện mà y tá, bác sĩ mà lạm hoạn còn nạt ổng nữa. Thiệt má. Thiệt mà, tí mày nói chuyện đó đó, còn la bác sĩ nữa. Ví dụ như mình đau quá, biết không? Ông dở quá đi, tại sao ông không chữa tôi hết? Tôi đau quá trời đi. Nhiều khi chửi ông luôn nữa, chửi bác sĩ luôn nữa. Đâu làm gì được, đâu làm gì bệnh nhân được. Còn phải xin lỗi bệnh nhân, ông bác sĩ cũng còn phải xin lỗi nữa. Tại vì khi mà vô nhà thương, tốn nhiều tiền các anh chị. Tốn nhiều tiền, y tá họ làm việc cho mình.
họ được trả lương cũng cao rồi, thế họ phải phục vụ mình. Bên này không có ví dụ mà đưa tiền đâu nha các anh chị. Chẳng những không đưa tiền mà còn sai nó nữa, còn rầy nó nữa. Nhiều khi bệnh nhân còn chửi nữa. Gặp nhiều cái bệnh nhân khó tính đó, biết không? À, phục vụ nó thật là mệt luôn á. Y tá phục vụ thấy là tội luôn á. Ok. Yeah, ở bên này customer là số 1. Bệnh nhân cũng là số 1 luôn. Khái như vậy. Cái gì mà mình trả tiền đó là mình ấy. Ok rồi, bây giờ đọc đoạn này nha các anh chị. Đọc đoạn này nha. Trả chứ. Trả chứ, trả mắc lắm á các anh chị. Trả mắc lắm á. Nhưng mà anyway mọi người đều có insurance hết trơn á. Thành ra cũng đỡ. Chứ các anh chị vô nhà thương là nhiều tiền lắm á. Mắc tiền cả chục ngàn là thường á. Oh no. Cái đoạn của Timmy nãy đâu mất tiêu rồi. Ok các anh chị, mình ráng đọc cái đoạn này cho xong rồi mình nghỉ. Ok. Yeah. Push then. Ủa sao cái đoạn này hoài vậy ta? Đoạn này nè. The long one. Yes, cảm ơn Ken. Timmy tính post rồi. Oh, I'm sorry, officer. I don't mean to argue. Officer, if you disagree with this citation, it's your right to fight it in court. Court. All of that information is on the ticket. You can also call the number listed there. Catherine. Okay. Thank you. Thank. Okay, thank. Không phải thank nha các anh chị. Thank. La lưỡi ra. Thank you. Hay là thank. Yeah, thank you. Mình nói chữ. Officer. Officer, have a nice day. Nhớ nha, cái MCE ở phía, I'm sorry. Cái MCE ở phía sau đọc thành âm S, okay, nice. Nice day. And please, ma'am, be more careful about the speed limit. If there were children around, it could have been much worse than just a ticket. Okay, one more time. Oh, I'm sorry, officer. I don't mean to argue. Officer, if you disagree, if disagree with this citation, it's your right to fight it in court. All of that information is on the ticket. You can also call the number listed there. Catherine. Okay. Thank you, officer. Officer, have a nice day and please. And about the speed limit. If there were children around, it could have been much worse than a ticket. Just a ticket. Okay, rồi bây giờ các anh chị gọi vô đi, please. Hai ba người nữa cũng được. Hôm nay mình overtime luôn cho rồi đi. And hurry các anh chị. 10 giờ rồi. Ốc luộc. Thế nào cũng biết ốc luộc vô hả? And nữa không? Ốc luộc đọc trước đi. One more. Yeah. Chào các anh chị mới vào. Rồi, ốc luộc đọc đi. Yes. Không ta? Yes. I'm sorry, officer. I don't mean to argue. Officer, if
you disagree with this citation. It's your right to fight it in court. All of that information is on the ticket. You can also call the number list there. Number, không phải number nha, number. Number. Right. Catherine. Okay. Thank you. Officer, have a nice day. And please, ma'am, be more careful about the speed limit. If there were children, it could have been much worse than just a... Hình chữ tay hát không phải ticket nha, mà là ticket. Ticket. Right, ticket. Ticket. Okay, that's good. And you read two times, do you? Yes. Okay, thank you so much. Okay, next one. Một người nữa, please. Cảm ơn Ốc Luộc nha. Yes, thank you very much. You're very welcome then. Okay, một người nữa đi, please. I mean Thịnh Nguyễn chứ Thịnh Nguyễn. I'm sorry, Thịnh Nguyễn. Yeah. Okay, đã đọc không? Yeah, could you read this, please? Okay. Oh, I'm sorry, officer. I don't mean to argue. 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 Uh-huh, argue. Argue. If you disagree with this citation, it's your right to fight it in court. Court. Không phải court nha, court. Chữ giống như chữ court vậy đó. Nhưng mà mình lên giọng chút xíu. Court. Okay, court. Court. Yeah, court. Court. Uh-huh, court. All of that information is on the ticket. You can also call the number listed. Okay. Listed. Tại cuối cùng là âm T. Listed. 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 Right. Listed. Listed. There. Katina. Okay. Thank you, officer. Officer, have a nice day, and please, ma'am, be more careful. About the speed limit, if there were children around. I'm sorry, officer. I don't mean to argue. Officer, if you disagree with this citation, it's your right to file it in court. All of that information is on the ticket. You can also call the number listed there. Cutting. Okay. Thank you, officer. Officer, have a nice day. And please, ma'am, be more careful about the speed limit. Speed.
Yeah, speed chứ không có cần bấm mỗi là speed, speed nhẹ thôi. Speed. Yeah, speed limit. Limit. If there were children around, it could have been much worse than just a ticket. Okay, that's good enough, and thank you very much. Okay, bây giờ các anh chị nào cần bài thì PM mà Tiểu My sẽ gửi, kỳ này Tiểu My sẽ gửi cái file cho các anh chị nha. Các anh chị có biết gửi file, các anh chị có biết nhận file hay không? Đâu mất cái bài rồi ta? Cái bài này là, đợi Tiểu My tí xíu. Cái bài này là The Ticket. Thế từ từ các anh chị. Wait a minute. Wait a minute. Các anh chị có biết gửi file and các anh chị có biết nhận file hay không? Right here. Ok, ai muốn có bài thì PM cho Ốc Luộc. Ok. Ốc Luộc nhận file đi. Có thể tại Timmy không có app. Yes. Rồi, ai muốn có bài thì PM cho Tạ Linh. Ok, để add nickname mới gửi. Tạ Linh biết cách gửi file không? Em nhận file không? Send a here. Tạ Linh nhận file đi. Nhận file đi. Tạ Linh. Yes. Ok rồi. Ai muốn có bài nữa thì PM cho who else? Finding through. Ok, ai muốn có bài thì PM cho finding through. Hay là các anh chị đánh số 1 đi để người ta sẽ PM cho các anh chị please. Okay, let me add this one then. Let me send cái file được. Finding truth. Chị My chỉ gửi cho vài anh chị thôi nha, rồi các anh chị đó thay phiên nhau gửi cho người khác. Chứ giờ mà chị My ngồi đây mà gửi cho từng người chắc chết quá. I'm so hungry now. Sáng giờ chưa ăn gì hết trơn. Ngày nào cũng rên rỉ hết trơn. Rồi, finding through. Nhận phao đi, please. Finding. Nhận đi. Chưa thấy hả? Kéo cái. Where's my pal talk? Chưa thấy hả? Ok, để Timmy gửi lại nha. Gửi lại cho finding through. Rồi, finding through nhận đi. Gửi nguyên cái form như vậy đó thì finding through phải add nick của Tiểu My, please. Phải add nick của Tiểu My. Nhiều khi không có án nick không có nhận được. Ok, who else? Tới Thùy Dương à. Rồi. Tới Thùy Dương nè. Về Thùy Dương nó mất tiêu rồi. Finding through. I'll send you 3 times, but you didn't accept it. Khanh 32 nè. Khanh 32. Send a file.
this right here. Thanh nhận file đi. Thanh nhận file đi. Thanh nhận file đi. Rồi, bây giờ đó. Bây giờ các anh chị ai muốn có bài nè, PM cho Tả Linh nè. Okay. PM cho Khanh nè. Okay. PM cho Ốc Luộc nè. Okay. And PM cho ai nữa ta? Thùy Dương rồi chưa? Thùy Dương rồi phải không? Hoàng Tử hả? Hoàng Tử lúc nào cũng xin bài mà không biết có học hay không nữa. Hả? Hoàng Tử. Các anh chị xin bài rồi các anh chị. Các anh chị xin bài rồi các anh chị đút vô tủ khóa lại. Okay. Khóa lại, đừng cho ai lấy hết trơn á. Okay. Khóa lại cất cho nó kỹ. Nhớ nha, làm vậy nha. Nhớ cất cho kỹ nha. Phải bọc giấy đồ này kia hai ba lớp rồi không thôi đợi bụi nó đóng. Thôi bụi nó đóng, nhớ nha. Thế nhất là Hoàng Tử đó, Hoàng Tử lúc nào cũng xin bài hết trơn á. Phải mà học chồng khỉ đó, kêu lên nói chuyện, kêu lên thực tập, không chịu, không bao giờ lên hết trơn á. Rồi xong rồi nha các anh chị, xong rồi nha. Rồi nếu mà các anh chị muốn có bài thì PM cho Tả Linh nè, PM cho Fighting Through nè, PM cho Thùy Dương nè, PM cho Ốc Luộc nè. Đó, các anh chị PM. Các anh chị nào có bài rồi muốn gửi cho người khác á, đánh số 1 lên đi để các bạn trong room thấy. Sẽ làm phiền các anh chị. Sẽ làm phiền các anh chị. Thế giờ Tiểu My phải đi ăn rồi, đói bụng quá. Chưa nhận được hả? Gửi rồi mà Hoàng Tử không có accept mà. Thế gửi lại nha, gửi lại. Rồi đã nhận đi, rồi đã nhận đi. Ok, cái bài này các anh chị có một tuần lễ, ok, để đọc cái bài này ít nhất là 20 lần. Hoàng Tử không nhận file của tụi mi hả? Đây là cái homework nè, nghe lại nè. Các anh chị phải đọc lại cái bài này 20 lần ít nhất trong vòng một tuần lễ. Next time đó, tụi mi gửi rồi mà Hoàng Tử không có nhận được, I don't know why. Tuần tới đó, tụi mi vô đó, thì các anh chị phải Tiểu My offline hả? Có app nick của Tiểu My chưa? Hả Hoàng Tử? Hoàng Tử Đức đi điện hả? Có app nick của Tiểu My chưa? Vậy Hoàng Tử log ra, log trở vô sẽ thấy Tiểu My trở lại. Tuần sau đó khi mà các anh chị vô, okay, các anh chị sẽ nghe cái audio. Sẽ nghe cái audio tape, ok. Rồi đó, thì các anh chị phải làm gì? Phải điểm trừ, không chịu nhận thì thôi đi. Someone keep texting me. Tuần sau khi mà các anh chị vô thì các anh chị sẽ nghe như vậy. Good morning, man. Hiểu không? Ông nói như vậy hiểu không? Giờ thấy tụi mi rồi phải không Hoàng Tử? Thấy tụi mi rồi phải không Hoàng Tử? Không hiểu hả? Dở quá vậy. Không hiểu hả? Chứ Thành biết tại sao không hiểu không? Hả? Biết tại sao không hiểu không? Tại chưa có đọc 20 lần. Không hiểu là cái chắc rồi. Tại chưa có đọc 20 lần. Tiểu My nói tuần sau khi mà mình vô đó, okay, khi mà mình, bởi vì
tuần sau khi bảo đảm nha, không có cần nghe trước, chỉ cần các anh chị đọc 20 lần thôi, ít nhất nha, at least, okay? Ít nhất các anh chị đọc 20 lần thì bảo đảm 100% tuần sau các anh chị sẽ nghe hiểu. Tuần này không hiểu là đúng rồi, tại chưa đọc mà. Okay. Right. Bây giờ nói lại nè. Homework của các anh chị nghĩa là bài tập. Tuần sau các anh chị vô, các anh chị sẽ nghe cái bài này qua cái audio. Okay. Thí dụ, good morning, ma'am. Hiểu không? Hiểu không? Hả? Hiểu không? Ông mới vừa nói gì đó. Hiểu còn chờ gì nữa, không đánh số 1. Nếu hiểu thì đánh số 1. Okay. Nếu hiểu thì đánh số 1. Yeah, good morning, ma'am. Phải không? Nếu không hiểu gì hết trơn á thì đánh số 0. Okay, đánh số 0. Còn nếu mà hiểu nửa chừng, chỉ nghe cái chữ mem thôi, tại mình khoái ông bà mình nghe cái chữ mem rõ lắm, ok, mà mình không hiểu cái chữ good morning thì mình đánh số 5, ok. Yeah, tuần sau vô mình làm vậy nha, ok, đồng ý không nè? Hả? Tuần sau mình vô mình chơi như vậy đó, ok. Với một điều kiện, các anh chị muốn chơi good á thì các anh chị phải đọc bài, đọc ít nhất là 20 lần. Một tuần 7 ngày, ok, mình chia ra một ngày mình đọc 5 lần thôi. Ok, 5 7 35. Thành ra mình dư được 15 lần. Mình dư được 15 lần, các anh chị thấy không? Một ngày mình đọc 5 lần thôi, rất là dễ phải không các anh chị? Thành ra tuần lễ mình có 35 lần, mình dư được 15 lần thì bảo đảm mình nghe là mình hiểu là cái chắc. Ok. Các anh chị không tin á thì các anh chị đọc đi hả? Không đọc chơi không được à, nghĩa là gì? Không đọc chơi không được nghĩa là gì? Nói không hiểu gì hết trơn. Nhớ nha, thì mình bảo đảm các anh chị, nếu mà các anh chị đọc trên 20 lần thì lần sau các anh chị vô, các anh chị nghe rõ như ban ngày vậy đó. Okay. Nghĩa là không đọc là không được chơi. Dạ đúng rồi. You have mail. Rõ như thế, ok. Không đọc là không được chơi. Nghĩa là chơi thua là cái chắc. Ý của Tiểu My nói như vậy, không phải không được chơi, mà chơi thua là cái chắc. Thế tuần sau nếu mà các anh chị đọc đó thì các anh chị chơi, các anh chị thắng là cái chắc. Không tin làm thử đi. Thế không tin là lần sau vô là biết liền. Tuần sau mình sẽ nghe ông Mỹ ông nói gì là mình hiểu hết trơn ấy. Với một điều kiện mình phải đọc. Thế đó là cái homework của các anh chị. Thế rồi, and that's it for today. I mean we did miss now, okay? And I'll see you next week on Monday, the usual. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khác một ngày mà đem bình an vui vẻ. Okay. Người đẹp vô núp lùm nha, nãy giờ không thấy gì hết trơn á. Ok, bye các anh chị, gửi mai lại cho cô Hạt Cát nha. Okay. Hello everyone, các bạn nghe Hạt Cát nói không? Hello, hello. Hi, các chào tất cả các bạn. Các bạn thấy là cô Tiểu My rất rất là có lòng với các bạn phải không? Thành ra các bạn thấy là cố gắng học đi ha, cố gắng học để đừng có phụ lòng của cô Tiểu My. Những bạn nào mà nghe audio mà thấy nghe không có rõ đó thì những cái bài đó là ở trong forum là cái đã post lên cho các bạn rồi đó. Thật ra đây là conversation, cái
program Conversation 3 đã có trong forum mấy năm nay rồi đó các bạn, tại vì có một số các bạn còn mới không có hay vào đó nghe đó, nhưng mà các bạn cố gắng đi. Cô Timmy giúp các bạn điều này rất là tốt, là tại vì cô Timmy translate là giải thích bằng tiếng Việt cho các bạn, cho nên khi mà các bạn nghe những cái đoạn đó các bạn luyện tập sẽ tốt hơn. Thành ra nếu mà các bạn không có phần audio để luyện tập đó thì ở trong đó có phần text và phần audio, các bạn có thể vào đó để lấy. Alright, các bạn có thấy cái link hay cái đưa lên không? Ok, dạ, từ nó dễ dàng hơn cho các bạn để các bạn có thể vào và mà không phải lập cái tài khoản đó. Luật ở trong đó những cái bài rất rất là nhiều program để mà học Anh văn đó, cho nên các bạn nếu mà vào được đó, các bạn chỉ lập tài khoản với một cái email của các bạn thôi, cho nên nó không có cái gì khó khăn hết. Mà các bạn vào trong đó thì tất cả những cái program mà các bạn phải tốn tiền để mua mắc thiệt mắc đó thì đều có ở trong đó hết. Và Hà Cát có một cái program mới nữa mà cô HK mới gửi cho Hà Cát. Hà Cát chưa có giờ để mà viết ra, tại vì có một phần đó các bạn là có những cái program mà họ không có phần text, thành ra mình phải ngồi nghe để mà viết lại. Rè quá hả? Các bạn nghe có rè không? Bị rè hả? Bây giờ thì sao? Ok, right. Nếu rè thì cho các bạn biết. Ok. Alright, so đó là cái bài của cô Tiểu Vy ha. Bây giờ tới sang bài của Hakep. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập đọc. Có lại rè ha. Ok, vậy thì để Hakep chat bên instructor coi bị sao ha. Cho Hakep one second. Để Hakep đưa cái bài lên ha. Rồi các bạn trong khi các bạn coi lại bài đó, thì Hakep sẽ chat ở bên kia. Ok, so take a look at the passage today. Ok, để Hakep chat nha. Đỡ chưa các bạn? Ok chưa? Hello, hello. Cũng bị rè hả? Nghe có tiếng gió thổi cho chị vậy sao? Vẫn rè hả? Ok. Vậy thì không có. Để Hà Cát coi, maybe Hà Cát có nghĩa là tại vì audio của bên Hà Cát, tại vì Hà Cát đâu có chỉnh gì đâu. Mấy câu Hà Cát hả? Ok, hold on. Mới học tiếng. Rồi, các bạn nghe có rè không? Các bạn nghe có bị rè không? Nghe hơi nhỏ nhưng mà vẫn có vẻ rõ. Ok, có lẽ phải mấy có hạ cát. Ok, vậy thì để hạ cát đưa instructor lên này kìa. Ok, how about now? Có rè không? Còn bị rè không? Được rồi ha. Good. Còn ai nghe rè không? Ok, good.
À, chắc là các nghĩ chắc cái bị bên Skype bị sao thôi hả, các đâu chỉnh gì đâu. Ok, rồi chúng ta sẽ tập đọc ngày hôm nay các bạn ha. Nhớ là khi mà chúng ta đọc đó, chúng ta sẽ chú tâm vào cái phần hiểu. Hoặc các không muốn các bạn dịch đâu, hoặc các muốn các bạn dùng những cái điều mà mình đã hiểu biết rồi đó, và chúng ta đoán.